Người đàn ông có vẻ mặt non nớt này là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Anh ta tên là Jong-u. Hôm nay Jong-u lên Seoul để bắt đầu một cuộc sống mới. Đối với thành phố rộng lớn này, trong lòng Jong-u tràn ngập mong chờ. Khi anh xuống xe lấy vali, không may bị một người chú cũng lấy hành lý đập vào. Jong-u vội vàng mở vali của mình ra xem máy tính sách bên trong túi có sao không. Anh phát hiện ra rằng màn hình máy tính sách của mình đã bị vỡ. Jong-u lập tức muốn gọi người đàn ông kia lại nhưng không thấy ông ấy đâu nữa. Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi tới, đó là bạn gái của Jong-u tên là Ji-un. Ji-un đã sống ở Seoul từ rất lâu, hiện cô đang làm việc cho một công ty ở Seoul. Hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nghĩ đến chuyện có thể ở bên người yêu thường xuyên hơn khiến sự buồn phiền trong lòng Jong-u cũng vơi đi rất nhiều. Anh tìm thấy một cửa hàng sửa chữa máy tính dự định sửa chữa màn hình máy tính bị hỏng của mình. Nhân viên bán hàng nói với Jong-u cần phải có 200.000 won để thay màn hình này. Nghe thấy giá tiền, Jong-u nhất thời luống cuống tay chân. Sau một hồi đắn đo, Jong-u chỉ biết tiếp nhận hiện thực. Sau khi sửa chữa máy tính xong, anh liền rời đi, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng sửa chữa khác. Anh thuận tiện hỏi giá sửa chữa màn hình máy tính của mình, thì được ông chủ nói với anh là 150.000 won, nếu anh trả tiền mặt thì giá có thể thấp hơn nữa. Lúc này Jong-u hoàn toàn biết được mình đã bị cửa hàng trước lừa gạt. Tiếp theo Jong-u cần tìm một nơi để ở, anh liền đi đến nơi thuê nhà đầu tiên. Biết được giá phòng ở đây là 550.000 won, dù khá ưng ý nhưng tiền thuê quá cao nên anh liền rời đi. Đến nơi thứ hai, chủ nhà cho biết giá thuê phòng là 450.000 won, vẫn hơi cao so với anh, vì vậy anh đến nhà nghỉ thứ ba. Bà chủ nói rằng nếu anh trả trước 3 tháng tiền thuê nhà, bà có thể giảm giá cho anh 9% còn 270.000 won. Nhưng số tiền đó vẫn cao hơn ngân sách của Jong-u, nên anh chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Ngay lúc Jong-u đang ăn cơm, một quảng cáo cho thuê nhà trọ trong điện thoại đã thu hút sự chú ý của anh. Tên nhà trọ đó là tên là Aden, giá thuê phòng ở đây là 190.000 won. Jong-u không dám chậm trễ, vội vã đi đến đó. Không biết anh đã đi qua bao nhiêu cầu thang và leo lên bao nhiêu con dốc, cuối cùng cũng tìm được nhà trọ Aden. Nơi này nằm ở nơi hẻo lánh nên khá ít người thuê trọ. Bà chủ cho Jong-u xem phòng trống 303 và thẳng thắn thừa nhận rằng giá nhà rẻ như vậy là bởi vì người từng ở phòng này đã chớt. Mặc dù không chớt ở phòng này nhưng nó cũng khiến người thuê không có thiện cảm. Được bà chủ nhiệt tình thuyết phục, Jong-u cuối cùng vẫn quyết định sống ở đây. Sau khi lấy được chìa khóa từ bà chủ, anh không cẩn thận đi đến phòng 302 chuẩn bị mở cửa. Lúc này phòng đối diện đi ra một cái đầu nấm đeo kính. Anh ta dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Jong-u. Jong-u hỏi anh ta có chuyện gì hay không nhưng người kia vẫn im lặng như trước, sau đó quay trở lại phòng của mình. Jong-u chuẩn bị tiếp tục mở cửa, thì một người cười ngây ngốc rồi xoa đầu nhắc nhở Jong-u đó không phải là phòng của anh. Khi Jong-u muốn cùng anh ngốc nói chuyện thêm vài câu thì anh ngốc xoay người rời đi. Jong-u đối với chuyện này cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa phòng 303 của mình. Anh vừa bước vào nhà trọ, Aden đầu nấm lại xuất hiện, ở cửa yên lặng nhìn chằm chằm phòng Jong-u. Phòng của Jong-u chỉ có vài mét vuông, gối thì bẩn, giường bị mốc và bốc mùi hôi thối. Ánh sáng ban ngày cũng không lọt nổi vào phòng. Jong-u cảm thấy vô cùng chán nản nhưng anh quyết định tạm thời ở đây, 6 tháng rồi gom đủ tiền đặt cọc để thuê nhà khác và rời đi. Đúng lúc này Jong-u nhận được điện thoại hỏi thăm của mẹ anh. Ngay sau đó anh bị tiếng gõ cửa làm phiền. Jong-u nhanh chóng cúp điện thoại và mở cửa ra để kiểm tra. Bên ngoài cửa là một người chú với sợi xích vàng trên cổ. Chú ta hung dữ nói với anh đây là khu vực chung nên không được phép gọi điện thoại. Jong-u cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này nhưng cũng chỉ biết xin lỗi ông chú. Quay lại phòng, Jong-u mang theo vali bẩn của mình đi đến khu vực vệ sinh công cộng của nhà trọ. Ở đây từ phòng tắm đến máy giặt và đồ giặt đều vô cùng bẩn thỉu, ngay cả nhà vệ sinh khóa cửa cũng bị hư. Bởi vậy nên Jong-u lại bị ông chú hung tợn giáo huấn cho một trận nữa. Sau khi tham quan một chút xung quanh phòng trọ, Jong-u mang theo vali quần áo giặt xong của mình lên sân thượng phơi nắng. Lúc này bạn gái Ji-un gọi điện thoại tới hỏi thăm xem anh đã tìm được chỗ ở chưa. Khi Jong-u nói địa chỉ của mình cho Ji-un, cô nói rằng nơi đó cách nơi đi làm của Jong-u khá xa, nhưng tương đối gần với chỗ ở của Ji-un. Jong-u vốn định gặp Ji-un tối nay nhưng cô ấy phải tham dự sinh nhật của trưởng nhóm, nên hẹn anh ngày mai hai người sẽ gặp nhau. Lúc này Jong-u gặp bà chủ đang đi thu quần áo. Bà chủ dặn dò anh không được lên tầng 4, bởi vì trước đây đó là nơi các cô gái sống. Sau đó có đám cháy xảy ra nên nơi đó đang sửa chữa. Jong-u đáp lời bà chủ rồi đi về phòng. Khi đi ngang qua căn phòng của anh chàng đầu nấm, thì phát hiện trên 4 bức tường của anh ta toàn hình ảnh người lớn. Trên tay anh ta cũng đang cắt một tấm áp phích hình cô gái gợi cảm. Jong-u vô cùng bất ngờ mà đi vội về phòng. Nhưng những quái nhân nơi đây dường như đã cho Jong-u một ít cảm hứng sáng tác. Anh bắt đầu viết nó trong cuốn sổ tay của mình. Chuyển cảnh, anh ngốc cầm túi ni lông màu đen đi về phía một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mà cười dâm đãng. Cô gái sợ quá vội chạy vào nhà. Anh ngốc đến gần mới phát hiện ra con mèo ở góc tường, trong miệng anh ta không ngừng nói thật đáng yêu.
Sau đó anh ta chạy trở lại phòng mình với sự phấn khích. Khi chạy đến cửa, anh Ngốc gặp một người đàn ông cầm túi ra, liền lập tức thay đổi sang biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời. Anh Ngốc gọi người đàn ông đó là bác sĩ. Bác sĩ bảo anh buổi tối hãy giữ im lặng, đừng làm phiền mọi người. Có thể thấy được anh Ngốc rất sợ bác sĩ. Khi bác sĩ rời đi, có một số tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ đang phát cà phê trước tòa nhà. Anh Ngốc mặt dày liền muốn lấy cả chai mang đi. Quay lại tòa nhà bà chủ, cũng muốn cướp cà phê của anh Ngốc nhưng lại phát hiện trên tay anh Ngốc có chút lông mèo và vết máu. Liền hỏi anh ta lại đi chơi đùa ở đâu về đây. Nhưng anh Ngốc nghe xong càng vui vẻ hơn, không cẩn thận mà ngã ở cầu thang. Đầu nấm đang cạy một cái gì đó trên cổ chân của mình giống như còng chân điện tử. Chỉ thấy anh Ngốc không nói gì mà vứt cho đầu nấm một cuộn băng dính. Sau đó cầm khẩu súng đồ chơi giả bộ đi trước dò đường. Hai người một trước một sau đi vào một gian phòng. Anh Ngốc dùng ngữ điệu quái dị của hắn nói với người đàn ông trên giường. Lợi ích của việc sống trong khu nhà trọ này đó là ngay cả khi có ai chết thì cũng không có ai biết. Nói xong đầu nấm dùng búa đập vào người trên giường. Mà lúc này Dung U cảm giác được có người đang gọi anh. Anh liền từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Cảm giác âm thanh đến từ phía bên kia của bức tường nên Dung U muốn tiến đến xem. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên, là tiền bối của Dung U gọi anh ra ngoài uống rượu. Trước khi đi, Dung U nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng va chạm. Ở một góc trần nhà có một mảng tường rơi ra. Dung U theo tiếng động đi lên lầu, bất thình lình bị dính kẹo cao su. Anh thuận tay cầm lấy một đồ vật trên mặt đất cọ một cái. Dung U đi lên tầng 4, bên ngoài cánh cửa có viết ký túc xá nữ. Nhớ lại những lời bà chủ nhà trước đó nói khiến Dung U do dự có nên đi vào hay không. Bất ngờ anh bị đạn nhựa của anh Ngốc bắn trúng. Dung U nói với anh Ngốc mình nghe thấy tiếng động từ tầng trên. Anh Ngốc lại nói bên trong căn bản không có người ở, tiếng Dung U nghe được không chừng là tiếng nói của ma. Điều này khiến Dung U cũng sợ hãi mà từ bỏ việc mở cửa. Nhưng sau khi anh rời đi, tay nắm cửa đột nhiên mở ra. Ngay sau đó nữ cảnh sát Sô Dung và tiền bối nhận được khiếu nại của cư dân liền đi kiểm tra. Sô Dung tốt nghiệp đại học cảnh sát, cô vô cùng nhiệt tình trong công việc, ngay cả sửa xe cũng không hề nề hà. Ngược lại với cô chính là tiền bối, hai người cùng một đội đi tuần tra trong khu phố. Người báo cảnh sát chính là cô gái tóc đuôi ngựa cho mèo ăn vào buổi sáng. Cô ta thấy túi màu đen ở chỗ để rác bốc mùi lạ nên mới báo cảnh sát. Sô Dung mở túi đen ra phát hiện bên trong là thi thể của con mèo. Từ cuộc trò chuyện của hai người được biết đây là vụ ngược đãi mèo thứ 10 trong tháng này. Mỗi lần kẻ ra tay với mèo đều chọn nơi không có CCTV để ra tay. Điều đó chứng tỏ người này khá quen thuộc với khu vực xung quanh đây. Cô gái tóc đuôi ngựa phàn nàn rằng cảnh sát nên lắp đặt camera ở nơi này. Tiền bối hậm hực nói cảnh sát bọn họ sắp trở thành người xử lý xác mèo. Nhưng Sô Dung lại nhớ tới một vụ án khác. 3 tháng trước cũng có một vụ hại người ở nhà trọ, lúc đó cũng có sự cố ngược đãi mèo. Tiền bối liền lái sang chuyện khác và nói cô nên đi nha khoa nhổ răng đi. Sau khi trở về, Sô Dung tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp của mình về vụ án ngược đãi mèo, rồi lại nói đến tên bệnh nhân tâm thần ra tay với chính con chó của mình, rồi lại nói đến tên biến thái hại người. Ngay sau đó cô cũng nhận được lời khuyên của đồng nghiệp là đi đến phòng khám nha khoa nhổ răng. Cuối cùng Sô Dung nhịn không được vẫn đi đến phòng khám nha khoa và nhờ bác sĩ nhổ răng cho mình. Trước khi rời đi, Sô Dung nhìn thấy một bức ảnh trên tường. Bên trong có cấp trên của mình, cảnh sát trưởng Bác và vị bác sĩ này. Bác sĩ nha khoa giải thích với cô rằng anh quen với cảnh sát Bác khi đi tình nguyện. Cùng lúc này Dung U gặp đàn anh ở quán rượu. Đàn anh biết được Dung U vẫn chưa từ bỏ việc viết lách liền cười nhạo anh. Đàn anh hiện là đại diện của một công ty, anh đã đề cử Dung U vào công ty này. Trong bữa ăn hai người ra ngoài hút thuốc. Đàn anh một lần nữa nhắc nhở Dung U phải làm việc thật tốt. Anh ta đã từ chối rất nhiều ứng cử viên sáng giá để lựa chọn Dung U, nên không muốn bị mất mặt. Dung U liên tục nói cảm ơn à, hứa mình sẽ làm việc thật tốt, mới đuổi được đàn anh đi ra ngoài mượn bật lửa. Lúc này anh thấy hai thanh niên đang đánh nhau, hơn nữa càng đánh càng kịch liệt liền muốn gọi cảnh sát. Đàn anh lại khuyên anh không nên xen vào việc của người khác. Nhưng nhìn cảnh tượng này khiến Dung U nhớ lại kinh nghiệm khi còn ở trong quân đội. Anh liền chạy tới liều mạng kéo hai người ra. Sau đó đàn anh nói Dung U thật sự là cứng đầu rồi, muốn kéo anh đi vào trong tiếp tục uống thêm vài ly. Dung U cảm thấy mệt mỏi nên cự tuyệt đàn anh đi về. Đàn anh tuy rằng mất hứng nhưng vẫn gọi taxi giúp Dung U, nhìn nhà trọ mình thuê một chút rồi Dung U lặng lẽ đi lên cầu thang. Bác sĩ với túi da vào ban ngày cũng đi vào đây, và chào hỏi Dung U ở hành lang. Anh ta nói vài câu khó hiểu khiến Dung U chán nản đi về phòng. Dung U không biết vì sao khi vào phòng anh lại một lần nữa nghe thấy tiếng động trên trần nhà. Anh liền phớt lờ tiếng động đó và lấy quần áo đi tắm. Lúc này trên tường có một cái lỗ nhỏ xuất hiện, một con mắt đang theo dõi Dung U. Trong phòng tắm anh Ngốc cũng đang tắm. Anh ta cho Dung U một chút kem đánh răng, nhưng lại xin anh một nửa chai dầu gội đầu. Tuy nhiên Dung U cũng đã quen với loại hành vi kỳ lạ này, nên cũng không thắc mắc nữa. Nhưng anh phát hiện ra lúc này anh Ngốc nói chuyện vô cùng lưu loát, sau khi tắm xong Dung U vào bếp nấu mì tôm. Chú hung dữ cũng bước vào,
và nói với anh người ở số 313 vừa rồi nhìn chằm chằm Jong-u. Jong-u quay qua liền nhìn thấy một bóng người lướt qua. Nhưng anh ta không biết số 313 là ai. Chú hung dữ muốn Jong-u nấu luôn cả mì cho mình ăn với, còn không quên nhắc nhở trứng của bà chủ toàn là hàng hỏng. Jong-u và chú hung dữ vừa ăn mì vừa tán gẫu. Ông nói với anh tất cả những người ở đây đều bị điên nên sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. May mắn thay, ông ấy sẽ trả phòng về nhà vào tuần tới. Ông còn cảnh cáo Jong-u hãy cẩn thận với người ở phòng bên cạnh anh. Ăn xong mì, Jong-u đi về phòng. Anh ngốc đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến anh giật mình. Chú hung dữ mở cửa quát anh ngốc im lặng. Lúc này Jong-u mới biết được anh ngốc ở phòng 306. Jong-u quay đầu lại nhìn thấy đầu nấm lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào mình. Đây là lần thứ ba hắn nhìn anh như vậy. Một ngày buồn bực của Jong-u cuối cùng đã bùng nổ. Anh quát đầu nấm nhìn gì mình. Nhưng trong đầu anh cũng xuất hiện một lời nói nhắc nhở anh đừng mất kiểm soát. Đầu nấm không nói một lời nào, nhưng đằng sau anh ta là một con dao lấp lánh. Sau khi trở về phòng, Jong-u rất lâu mới làm cho mình bình tĩnh lại. Đêm khuya đầu nấm đi đến ngoài cửa phòng Jong-u, miệng không ngừng lẩm bẩm một tao phải giết mày. Lúc này chú hung dữ cũng cầm dao ngồi trong phòng dường như cũng đang hỏi câu hỏi này. Nhưng ông đột nhiên phát hiện ra có một viên đạn nhựa trên bàn. Viên đạn nhựa này chính là trong súng đồ chơi của anh ngốc. Jong-u nghe được tiếng quát mắng liền lập tức tỉnh dậy. Cửa phòng của anh vẫn đóng chặt, anh liền bước ra khỏi phòng đi đến phòng bên cạnh, đẩy cửa thì thấy bên trong đầy máu. Lúc này đầu nấm xông về phía anh, Jong-u giật mình tỉnh giấc mới phát hiện ra tất cả những chuyện vừa rồi là giấc mơ. Anh vẫn nằm trên giường, có một cuộc cãi vã bên ngoài cửa, chú hung dữ túm lấy anh ngốc dùng sức đánh anh ta và hỏi anh ta tại sao lại vào phòng của ông. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra, từ phòng 306 lại đi ra một anh ngốc nữa. Qua biểu hiện có thể thấy người bị đánh mới là người mà Jong-u gặp lúc trong phòng tắm. Chú hung dữ và Jong-u đều ngơ hết người, phải một lúc sau mới phản ứng lại. Thì ra A Ngốc không phải là một mình mà là hai anh em song sinh. Bác sĩ cũng nghe thấy tiếng ồn ào liền ra khỏi phòng. Anh ta không hề ngạc nhiên khi thấy cặp song sinh này. Rõ ràng là anh ta đã biết điều đó từ lâu rồi. Bác sĩ khuyên người hung dữ hãy bình tĩnh, nhưng ông ta không nghe muốn đi qua đánh anh trai anh Ngốc. Ngay lập tức ông ấy bị bác sĩ ngăn lại. Chú hung dữ đau đến mức khuôn mặt méo mó khiến đầu nấm và cặp song sinh cười tà mị. Jong-u bắt đầu cảm thấy nơi này thực sự giống như địa ngục. Bác sĩ yêu cầu anh em sinh đôi xin lỗi chú hung dữ vì đã làm ổn đến ông. Tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng tình hình hiện tại chú hung dữ cũng chỉ có thể đồng ý rồi đi về phòng mình. Bác sĩ cũng nói để mọi người giải tán. Sáng hôm sau Jong-u ra ngoài chuẩn bị đến công ty của đàn anh làm việc. Bà chủ nhà gọi Jong-u lại và xin lỗi Jong-u vì trò hề xảy ra tối qua. Đồng thời còn nói cho Jong-u, chuyện chú hung dữ sẽ chuyển ra ngoài hôm nay nên sau này nơi này đều là người tốt. Anh lấy lý do đi làm việc vội vàng chào bà chủ nhà rồi rời đi. Jong-u sau khi ra ngoài mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đúng lúc này bác sĩ lại chào hỏi anh, còn hỏi thăm Jong-u đi làm ở đâu. Sau khi trả lời câu hỏi của bác sĩ, Jong-u nhìn thấy bác sĩ một thân kín mít từ trên xuống dưới liền hỏi anh ta không nóng, hay sao? Nhưng bác sĩ không nói gì chỉ nở một nụ cười như, có như không khiến Jong-u cảm thấy rất khó chịu. Cùng một lúc, các trường hợp lạm dụng mèo vẫn tiếp tục, 13 con mèo đã chết trong tháng này. So-jung quyết định trở lại hiện trường lần trước để tìm manh mối. Jong-u thông qua điện thoại di động tìm được địa chỉ phòng làm việc của đàn anh. Khi anh đến nơi thì thấy cửa bị khóa, sau đó một gã mập mạp đi tới. Sau khi hỏi thăm về Jong-u thì mở cửa dẫn Jong-u đi vào. Bởi vì không nhận được thông báo có người mới đến, nên anh mập coi Jong-u là không khí. Chỉ chốc lát sau nhân viên công ty đã đến đông đủ, đàn anh giới thiệu người mới với tư cách là ông chủ. Đồng nghiệp của Jong-u có tổng cộng 3 người. Trưởng phòng Go có vẻ là một người đàn ông tốt, thiết kế Son và anh mập cổ quái vừa rồi là tổ trưởng. Jong-u nói với đàn anh mập thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng đàn anh lại nói anh ấy là người có khả năng nhất ở đây. Còn nhắc nhở Jong-u chịu khó làm thân thì sẽ được anh mập chỉ dạy cho nhiều điều. Có bất mãn gì thì nhịn một chút, trong khi nói chuyện đàn anh phát hiện trên quần áo Jong-u dính nước bọt. Jong-u liền nhớ lại lúc đi đến đây mình chỉ đi qua bác sĩ, nên hoài nghi chuyện tốt này do anh ta làm. Đàn anh còn nhắc nhở Jong-u cẩn thận với người nhổ nước bọt vào người anh, bởi vì những người như vậy không kiềm chế được cơn tức giận. Nói về sự tức giận, Jong-u nhớ tới mỗi lần anh nhìn thấy đôi mắt của đầu nấm, thì anh đều tức giận không thể kiểm soát được. Ông chú hung dữ tỉnh lại từ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, bác sĩ, đầu nấm và hai anh em sinh đôi muốn ra tay với ông. Lúc này chú hung dữ nghe thấy âm thanh trên trần nhà giống như Jong-u nghe được lúc trước. Ông không thể không tò mò đi lên tầng 4 và mở cửa khu ký túc xá nữa đi, vào. Điều làm cho ông ta không thể tưởng tượng được là ông ấy đã đi đến một phòng và nhìn thấy một thi thể. Chú hung dữ sợ hãi hóa đá tại chỗ, bất thình lình bị anh trai anh ngốc ở phía sau đánh ngất xỉu. So-jung đi đến khu vực của vụ án ngược đãi mèo phát hiện ra có một chiếc xe đậu ở đây trong một khoảng thời gian khá lâu. Cô liền liên lạc với chủ xe và xin xem CCTV trong xe. So-jung phát hiện ra
Trước khi vụ án xảy ra, anh Ngốc mang theo túi bóng màu đen đi ngang qua nơi này, vô cùng đáng ngờ. Chủ xe nhận ra túi bóng màu đen này của cửa hàng văn phòng phẩm gần đó. Bà chủ cửa hàng đã trích xuất camera giám sát và phát hiện ra anh Ngốc quả nhiên đã mua đồ ở chỗ này. Bà chủ nói anh Ngốc sống trong khu vực nhà trọ gần tàu điện ngầm. Hầu như mọi người đã chuyển đi, nhưng vẫn còn một số người ở đó. Sô Dung vất vả lắm mới tìm được nhà trọ và hỏi thăm anh Ngốc với bà chủ nhà. Bà chủ nhà nói anh Ngốc ở phòng 306, còn nói rằng đã sớm khuyên anh Ngốc đừng liên quan đến mấy con mèo hoang đó nữa. Nói xong liền gọi anh Ngốc ra khỏi phòng. Anh Ngốc vội vàng mang giày vào và lắp bắp nói mình không hại những con mèo đó, rồi theo Sô Dung về phòng cảnh sát. Mặc kệ Sô Dung hỏi cái gì cũng chỉ là cười ngây ngô. Sô Dung hỏi về 13 con mèo, nhưng anh Ngốc nói không phải 13 con, anh ta chỉ hại một thôi. Cảnh sát trưởng nói với Sô Dung, họ không có bằng chứng cho thấy anh Ngốc đã ra tay với tất cả những con mèo kia. Hơn nữa anh Ngốc ngốc nghếch nên cũng không hỏi ra cái gì, còn không bằng dành thời gian tìm người mất tích. Cứ như vậy, Á Ngốc được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng Sô Dung sau đó nhận ra thông tin về người mất tích vừa được công bố gần với nhà trọ Aden, bởi vì dáng vẻ thư sinh của Dông U khiến thiết kế Son có cảm tình, cô ấy còn đưa dép lê cho anh đi. Điều này khiến anh mập thầm mến thiết kế Son vô cùng ghen tị. Đối với Dông U càng thêm không để ý. Hơn nữa, trước khi Dông U đến, đàn anh từng khen anh có rất thông minh, vì vậy anh mập liền đưa cho anh một chiếc máy tính và bảo anh viết thông cáo báo chí, cho tháng sau. Chú hung dữ tỉnh lại sau khi hôn mê thấy mình bị anh trai anh Ngốc trói vào ghế. Hắn ta ra vẻ muốn xuống tay với chú hung dữ, khiến ông ấy sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau khi khiến ông chú sợ hãi một vài lần, anh trai anh Ngốc liền nói rằng, nếu không phải vì ông chú đó hắn đã chặt nó. Lúc này anh Ngốc trở về phòng trọ, anh trai anh Ngốc tạm thời rời đi, chuyển cảnh đến phòng khám nha khoa. Bác sĩ nha khoa là người được đám trẻ con ở đây vô cùng yêu thích, bởi vì anh đẹp trai và thân thiện. Sau khi khám xong cho bệnh nhân, bác sĩ nha khoa nhận được một cuộc gọi. Từ giọng điệu nói chuyện có thể đoán được đây là cuộc gọi của bạn gái anh ấy. Hai người hẹn gặp nhau sau giờ làm việc. Dông U vốn định hẹn hò với bạn gái sau giờ làm việc. Đàn anh lại tổ chức bữa tiệc cho nhân viên và không cho phép Dông U từ chối. Mà cảnh ngộ của Ji-un so với Dông U không tốt hơn bao nhiêu. Cô đã chuẩn bị tan làm, thì sếp cố tình muốn ném công việc của một nhân viên đang nghỉ phép cho cô ấy. Ji-un muốn từ chối thì sếp liền nói bà làm vậy vì tin tưởng vào cô. Câu nói này khiến Ji-un không khỏi nặng nề mà ngồi xuống tiếp tục tăng ca. Lúc này cô cũng nhận được tin nhắn của Dông U. Anh nói rằng mình phải tham dự bữa tiệc công ty. Trên bàn ăn, đàn anh uống vài ly lại lấy chuyện Dông U viết lách ra lải nhải. Chuyện này là nỗi đau lớn nhất trong lòng Dông U, vì vậy anh đã tức giận mà ném cái cốc ngay trước mặt đàn anh. Tuy nhiên Dông U không rời đi mà nén giận ngồi ở đó, nghe đàn anh tiếp tục giảng dạy. Màn tức giận vừa rồi chỉ là tưởng tượng trong đầu của Dông U mà thôi. Sau bữa ăn mọi người lần lượt chào nhau ra về. Trước khi đi, anh mập gọi Dông U lại và nói với anh rằng, đừng tưởng cùng đàn anh là anh em mà trở nên mù quáng. Dông U vô cùng tức giận bởi vì những lời của đàn anh là châm chọc anh. Lúc này chú hung dữ thừa dịp anh Ngốc canh gác, mình liền cố gắng thoát khỏi băng dính trên tay và cởi trói cho bản thân. Ông liền gọi điện báo cảnh sát. Một cảnh sát nhận được cuộc gọi của ông nhưng chưa kịp nói gì thì tín hiệu bị ngắt. Chú hung dữ liền cởi dép và nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Một lần nữa bị một cây rìu của bác sĩ ở phía sau hạ xuống. Sau đó bác sĩ đi vào nhà bếp để rửa vết máu ở tay. Anh ta phát hiện anh Ngốc lén ở đây ăn mì. Bởi vì anh ta để người hung dữ suýt nữa thoát được, nên anh Ngốc vừa tát vào mặt mình vừa xin lỗi bác sĩ. Nhưng anh vẫn bị bác sĩ úp lên đầu nồi mì nóng kia. Bà chủ nhà đi vào mắng hai người mất đoàn kết, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Bác sĩ ngay lập tức thay đổi khuôn mặt, liên tục xin lỗi bà chủ nhà. Dông U trở lại nhà trọ, một lần nữa từ chối chứng của bà chủ nhà rồi trở về phòng. Ở một góc của trần nhà, mảng tường rơi xuống khiến Dông U vô cùng khó chịu. Khi anh với để lấy mảng tường đó thì điện thoại bị rơi xuống gầm giường. Dông U liền cúi xuống để lấy điện thoại, lại phát hiện ra có một cuốn sổ tay ở dưới đó. Đoạn đầu của cuốn sổ là chữ nước ngoài nên anh không thể đọc được. Phía sau được viết bằng tiếng Hàn nhưng tất cả nội dung là cùng một từ chết đi. Dông U lập tức nhớ tới bà chủ nhà đã từng nhắc đến chuyện người thuê căn phòng này đã đi bán muối, nhưng không phải ở căn phòng này. Có vẻ như bà chủ nhà lại một lần nữa nói dối anh. Dông U phiền loạn trong lòng liền ra ngoài uống bia. Hành khách của công ty thi thoảng lại gọi điện đến hỏi về kế hoạch của công ty. Dông U lúc này mới phát hiện ra thiết kế Son phụ trách trả lời điện thoại, nhưng đã chuyển kết nối sang cho anh. Điều này khiến một nhân viên mới như anh không biết phải làm thế nào mới đối phó được. Dông U càng thêm buồn bực trở lại nhà trọ. Một cảnh sát hình sự đã đến để điều tra về chú hung dữ. Xem ra đây chính là người mà chú hung dữ đã liên lạc. Bà chủ nhà nói với cảnh sát hình sự rằng, chú hung dữ nợ tiền phòng nên đã bỏ chạy, trước đó còn đánh hàng xóm là anh Ngốc. Cảnh sát hình sự không thể hỏi thêm được điều gì liền hỏi thăm Dông U. Dông U lúc này mới biết chú hung dữ hóa ra là một kẻ đào tẩu. Cảnh sát hình sự để lại danh thiếp và nói Dông U có chuyện gì liền liên hệ với mình. Khi họ đang nói chuyện, ở phía xa có vẻ như đang có người theo dõi cuộc trò chuyện này.
Khi Dông U đi vào trong phòng, anh phát hiện hộp chuyển phát nhanh của mình bị ai đó tháo ra. Bà chủ nhà nói rằng anh đầu nấm ở phòng 313 tưởng rằng của mình nên đã bóc ra. Dông U tức muốn đi nói lý lẽ, nhưng thấy đầu nấm đang xem bộ phim người lớn thì cắn răng lại và quyết định nhịn. Anh lấy ra chiếc máy tính đã sửa xong của mình từ hộp ra. Đột nhiên anh nghĩ ra khi ăn mì chú hung dữ nói với anh tuần này, ông ấy sẽ về quê. Vì vậy Dông U vội chạy ra ngoài để tìm cảnh sát hình sự kia. Trong khoảng thời gian anh đi ra ngoài, bác sĩ đã bí mật lên xe của cảnh sát hình sự và xử lý anh ta từ phía sau. Để nhanh chóng kết thúc, anh ta còn dùng thêm cả dao. Dông U hoàn toàn không biết chỉ cách anh 20 mét cảnh sát hình sự đang bị xử lý trong xe hơi. Tuy nhiên sau đó cảnh sát hình sự đã tỉnh lại sau vài phút và giằng được con dao của bác sĩ rồi bắt đầu phản công. Giằng co một hồi cảnh sát hình sự vẫn quy tiên, nhưng bác sĩ cũng đã bị thương. Lúc này bác sĩ nha khoa đi đến với một hộp bánh trên tay. Chỉ là bên trong chiếc hộp không phải là bánh mà là rất nhiều ống tiêm. Bác sĩ nha khoa vừa mở cửa xe ra, thi thể của cảnh sát hình sự đã rơi ra ngoài. Bác sĩ nha khoa không nói hai lời cầm ống tiêm đặt vào cổ bác sĩ và nói anh ta là một kẻ thất bại. Thì ra ở bức ảnh của bác sĩ nha khoa, trong ảnh còn có những người ở trong nhà trọ Aden. Và bác sĩ nha khoa cũng là người ở trong nhà trọ này. Anh ta là người thuê trọ phòng bên cạnh của phòng Dông U. Để xử lý kẻ không nghe lời này, anh ta đã ra tay với cổ của bác sĩ bằng tay. Sau khi xong xuôi, bác sĩ nha khoa quay về phòng và nhìn vào lỗ nhỏ trên tường tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Dông U. Sau đó anh ta đi lên sân thượng, biến thành một bộ dạng bình dị và gần gũi, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Dông U. Dông U cảm thấy không thích hợp liền hỏi anh ta tại sao lại nhìn mình cười như vậy. Bác sĩ nha khoa ôn nhu nói với Dông U mình có thiện cảm tốt với anh. Sau đó lại đưa cho Dông U một lon bia để thể hiện sự thân thiện. Nhưng trong lòng Dông U lại cảm thấy bác sĩ nha khoa rất kỳ quái. Hai người vừa uống bia vừa nói chuyện. Khi biết Dông U viết văn và còn viết tiểu thuyết trinh thám, bác sĩ nha khoa nói với Dông U mình thích tiểu thuyết của Raymond. Nghe tên tác giả này, Dông U vô cùng phấn khích mà nhiệt tình hơn với bác sĩ nha khoa. Bởi vì đó cũng là tác giả mà anh yêu thích. Anh không ngờ, ở nơi nhà trọ quỷ dị này có thể tìm thấy một người cùng thích một tác giả văn học với mình. Trở về phòng, anh liền muốn viết ra những gì bác sĩ nha khoa nói. Lại đột nhiên phát hiện trước khi đi anh đang để mở máy tính, nhưng giờ máy tính đã bị đóng lại. Nhớ tới trước đó anh ngốc đã từng vào phòng của chú hung dữ, Dông U không khỏi hoài nghi có phải anh ta cũng vào phòng của mình. Nhưng anh nhanh chóng bỏ nghi ngờ đó ra khỏi đầu và bắt đầu viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình. Trong khi đó một chiếc xe đi vào con đường mòn trên núi. Hai anh em anh ngốc và đầu nấm đem hai thi thể đi phi tang. Có thể thấy hai anh em anh ngốc là người thực thi công việc còn đầu nấm là giám sát viên. Nhân tiện, anh ta tiếp tục cậy cậy chân mình. Anh trai anh ngốc thỉnh thoảng lại dừng lại để chơi với lửa. Á ngốc đào đất toát hết cả mồ hôi, tức giận đá mạnh vào túi xác nghiện liên tục lẩm bẩm chớt đi. Và tình huống này giống với tình tiết mà Dông U đang viết trong tiểu thuyết của mình. Sau khi chôn xác anh trai của anh ngốc đổ đầy xăng vào xe chuẩn bị đốt bằng chứng. Dựa trên cuộc trò chuyện giữa anh ta và đầu nấm có thể biết được thi thể của họ là bác sĩ. Như vậy có thể thấy bác sĩ nha khoa chính là đại ca sau lưng bọn họ. Lúc này trong phòng Dông U dần dần bị cơn buồn ngủ kéo đến. Anh liền chìm vào giấc mơ hồi ở trong quân đội, Dông U bị phạt vì đã ngủ gật khi canh gác. Đây là hồi ức thứ hai của Dông U trong việc gia nhập quân đội, có lẽ những ký ức này đối với anh vô cùng đau đớn. Dường như nó để lại một cái bóng không thể xóa nhòa trong anh. Khi thức dậy, Dông U vẫn trong cơn buồn ngủ mà đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa ra khỏi cửa anh liền phát hiện cửa phòng của đầu nấm vẫn mở, chắc hẳn hắn ta đã xem phim suốt đêm nên mới ngủ gục như vậy. Dông U vừa tắm rửa vừa lẩm bẩm, anh vốn định vì chuyện nhổ nước bọt mà tìm bác sĩ tính sổ, nhưng lại không tìm thấy bác sĩ đâu. Lúc này bác sĩ nha khoa đi vào và hỏi thăm Dông U, có phải tối qua mơ thấy ác mộng hay không? Dông U xin lỗi vì đã làm phiền, và hỏi anh ta có thấy bác sĩ và chú hung dữ đâu không? Hai người họ đột nhiên biến mất nên khiến anh vô cùng thắc mắc. Bác sĩ nha khoa nói rằng mình không quen với họ nên cũng không quan tâm đến. Dông U nghĩ thấy cũng có lý, dù sao cũng không có ai muốn ở một nơi như thế này. Bác sĩ nha khoa thuận thế mời Dông U tối nay lên sân thượng uống bia. Nhưng Dông U từ chối nói rằng mình phải đi gặp bạn gái, sau đó rời đi. Khi ra ngoài, Dông U lại nhìn thấy hai anh em anh ngốc đang nhìn mình thì thầm. Điều đó khiến Dông U nghi ngờ họ là người đã vào phòng mình, liền hỏi bà chủ nhà có phải chỉ có chìa khóa mới mở được phòng của mình hay không. Bà chủ nhà khẳng định điều đó, thuận tiện còn chiếm tiện nghi của Dông U một chút. Trong lòng Dông U vẫn không yên tâm, trước khi ra khỏi nhà anh liền đánh dấu máy tính và chụp lại cả căn phòng. Sau khi làm tất cả mọi thứ, Dông U hít sâu một hơi đi ra cửa. Đầu nấm nhìn chằm chằm vào anh như thường lệ khiến Dông U có chút hoảng sợ. Vừa hay bà chủ nhà xuất hiện quát đầu nấm đóng cửa lại, rồi nhường đường cho Dông U đi qua. Dông U đi ra khỏi nhà trọ giống như từ địa ngục trở về thế gian. Anh trai anh ngốc và bác sĩ nha khoa đang đứng trên tầng cao nhất. Anh ta đang báo cáo chuyện chôn cất thi thể cho bác sĩ nha khoa, bộ dáng cung kính ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Jong-u vừa đi vừa nhắn tin cho Ji-un. Hôm nay hai người quyết định nhất định phải gặp mặt. Lúc này Jong-u nhìn thấy một con mèo hoang, anh tốt bụng mua, cho nó một hộ thức ăn cho mèo lại bị một chú đi ngang qua khiển trách. Chú ấy nói là, bởi vì có loại người như anh nên những con mèo này mới đến đây nhiều như vậy. Có lẽ cũng chỉ có những người thực sự có ý thức về công lý như So-jung mới quan tâm đến động vật nhỏ bị ngược đãi như vậy. Sau khi vụ ngược đãi mèo kết thúc, So-jung bắt đầu chú ý đến vụ mất tích của người nước ngoài một lần nữa. Cô tìm thấy vợ của người mất tích luôn thập thò ở ngoài cửa đồn cảnh sát, hỏi ra mới biết người mất tích này cũng đã từng ở nhà trọ Aden. Bởi vì nơi làm việc hai người cách xa nhau nên cũng không ở cùng nhau được. Nhưng mỗi ngày người chồng Cú Mai đều sẽ gọi điện cho vợ cho đến khi anh ta biến mất vào mấy ngày trước. Cú Mai còn nói với vợ mình trước khi mất tích rằng anh ta rất sợ nơi đó, vì ở đó có một số người kỳ lạ muốn ra tay với anh ta. Điều đó khiến cô càng cảm thấy rằng nhà trọ Aden này không hề đơn giản. Mà lúc này ở tầng 4 của nhà trọ đang chuẩn bị diễn ra một cuộc phẫu thuật đối với chú hung dữ. Anh ngốc ở một bên nhảy múa hào hứng chuẩn bị thưởng thức chương trình giải phẫu này. Sau đó, bác sĩ nha khoa khéo léo mặc quần áo bảo hộ, bật một bản nhạc giao hưởng. Rất nhanh nơi này trở thành một phòng phẫu thuật đầy tính nghệ thuật. Ba khán giả vừa phấn khích đứng xem vừa thương lượng xem ai sẽ cắt xén phần nào. Nghe như vậy có thể hình dung được sự tuyệt vọng của chú hung dữ lúc này. Động tác của anh vô cùng tao nhã và dứt khoát, sắc mặt không chút thay đổi. Quả thực chính là cao thủ trong làng phẫu thuật. Anh đã chọn được một chiếc răng lớn và cẩn thận làm nó thành một chiếc nhẫn, rồi đặt nó trong bộ sưu tập của mình. Nhìn bộ sưu tập nhẫn răng của bác sĩ nha khoa, cũng có thể hiểu được số lượng vong hồn chất dưới tay của bác sĩ nha khoa không hề nhỏ. Trong khi đó, ở phía bên kia Jong-u và Ji-un bắt đầu một ngày làm việc. Ji-un vẫn bị nữ sếp không ưa như xưa. Tất cả những khó khăn trong công việc đều giao lại cho cô. Bên Jong-u cũng không dễ dàng gì. Trưởng phòng Go giao cho Jong-u một kế hoạch khó khăn và bảo anh có vấn đề gì liền đi hỏi anh Mập. Dựa theo thái độ của anh Mập đối với Jong-u, chắc chắn sẽ không có sự giúp đỡ nào. Anh Mập liên tục trách móc Jong-u không bằng học sinh tiểu học. Jong-u nghe đối phương lải nhải, sự tức giận trong anh tăng cao, hận không thể một phát đập xuống để anh Mập im miệng. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ của Jong-u, thực tế anh vẫn đang kiên trì nhịn cục tức của mình xuống. Lúc anh đàn anh đến nói mọi người hãy nhanh kết thúc công việc và trở về nhà, Jong-u cũng định tan làm nhưng lại bị anh Mập xỉa sói. Anh ta nói Jong-u nên ở lại học hỏi thêm nghiệp vụ, đã đi làm thì hãy làm cho xứng với đồng tiền nhận được. Cuối cùng chỉ còn mình Jong-u ở lại, anh chỉ đành nhắn tin cho người yêu và hẹn cô gặp vào hôm khác. So-jung sau khi nói chuyện với vợ của Cú Mai, cô bắt đầu nghi ngờ lần trước anh ngốc đến cục cảnh sát có nói về chuyện giết mèo có gì đó không đúng. Và anh ngốc cũng sống trong nhà trọ Aden. Qua điều tra, So-jung phát hiện anh ngốc có một người chú còn sống. Vì vậy, cô đã đi đến nhà của người chú để tìm hiểu tình hình. Người chú nói rằng hai anh em anh ngốc từ nhỏ đã kỳ lạ rồi. Từ khi hai người còn là trẻ con đã muốn phóng hỏa thiêu chết chú mình. Mặc dù, sau đó bất cứ điều gì người chú nói mọi người đều không tin vì tưởng ông say rượu. Sau đó ông chú đã đưa cho So-jung một hộp đồ hai anh em để lại. So-jung đem về nhà thì thấy có một số băng video trong hộp. Cô nhanh chóng lấy đầu máy cũ và xem những chiếc băng đó. Đoạn video ghi lại cảnh hai anh em anh ngốc khi còn nhỏ, họ đang chơi một trò chơi được gọi là lễ đốt ếch. Đó là sử dụng dao để cắt nhỏ con ếch ra. Đột nhiên một người dì xuất hiện, cũng nói tối nay họ có món ăn ngon. So-jung nhận ra người phụ nữ đó chính là bà chủ nhà của nhà trọ Aden. Hóa ra bà chủ nhà đã quen biết với anh em anh ngốc từ khi còn nhỏ, mà lúc này bà ta cũng đang nấu bữa ăn tối. Nấm đỏ tươi được bà chủ nhà thái mỏng và cho vào nồi nước sôi. Lập tức nồi nước biến thành màu đỏ như màu máu. Một lát sau anh em anh ngốc liền mang theo một túi lớn đi ra, dựa trên khối lượng và kích thước của bao tải có thể dự đoán rằng đó là một xác chết. Nhưng họ không nghĩ tới Jong-u sau khi tăng ca xong, trên đường trở về đã tình cờ nhìn thấy hai anh em đang vận chuyển bao tải. Jong-u theo bản năng bắt đầu hoài nghi, vì vậy bí mật đi theo phía sau. Sau đó, một con mèo hoang chạy ra anh trai anh ngốc nhịn không được đi qua đùa giỡn. Thiếu chút nữa phát hiện ra Jong-u đang trốn ở góc tường. Cũng may anh ngốc cao hứng đá điên cuồng, vào bao tải đánh lạc hướng sự chú ý của anh trai. Jong-u vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện bác sĩ nha khoa không biết khi nào đã đứng đằng sau anh ta. Jong-u không hề phòng bị liền đem nghi ngờ của mình nói ra với anh ta. Kết quả bác sĩ nha khoa không hề kiêng dè chút nào đi đến hỏi hai anh em anh ngốc có gì trong bao tải. Anh ngốc lắp bắp nói đó là rác thải nhà bếp. Bác sĩ nha khoa oán trách hai người không biết phân loại rác thải, lại để đồ ăn chung với các loại khác khiến chúng bốc mùi và chảy nước. Tuy nhiên Jong-u lại không tin lời nói này, yêu cầu họ mở túi ra xem. Anh trai anh ngốc liền đưa dao dọc giấy cho Jong-u và bảo anh tự mở ra. Miệng túi mở ra, xác của một con mèo chết rơi ra ngoài. Jong-u sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Anh ngốc nói mèo ăn phải thuốc chuột nên mới chết. Jong-u không dám nhìn nữa, chỉ có thể bỏ qua mà rời đi. Anh hỏi bác sĩ nha khoa vì sao anh có thể bình tĩnh như thế, thì được anh ấy nói rằng bố anh ấy là một bác sĩ thú y, vì vậy anh ấy đã quen với xác động vật từ nhỏ.
Lời giải thích này rất hợp lý nên Dông U cũng không hỏi nữa. Hai người đi cùng nhau vào bếp ăn khuya. Bác sĩ nha khoa lấy từ trong tủ lạnh ra một ít thịt bò sống để uống rượu. Dông U sau khi ăn cảm giác hương vị không đúng lắm. Anh liền nghĩ rằng có thể do mình vừa nhìn thấy xác mèo nên có chút nhạy cảm với thịt. Bác sĩ nha khoa nhíu mày nói có thể phần thịt này không hợp khẩu vị của Dông U và hỏi anh có muốn thử phần khác nữa không. Dông U liền từ chối, nhưng anh thấy bác sĩ nha khoa ăn thịt vô cùng hưởng thụ. Đột nhiên anh cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nghĩ về con mèo chết mà mình vừa nhìn thấy, Dông U nói mình không ăn được thịt trộn trước mắt rồi tìm một cái cớ để rời đi. Sau đó bà chủ nhà đi tới bốc một miếng thịt cho vào miệng. Thấy bác sĩ nha khoa thắc mắc chuyện Dông U không thích món thịt này, bà chủ nhà liền nói có phải thiếu một ít bột ngọt nên không hợp khẩu vị của Dông U. Nhưng anh ta lại nói có thể Dông U quá mẫn cảm. Trở về phòng, Dông U trước tiên mở máy tính của mình ra. Sau khi so sánh dấu tích mình đánh dấu, trước khi đi vẫn còn nguyên vẹn mới yên tâm không ai đụng vào máy tính của mình. Nhưng khi nghĩ lại cảnh bác sĩ nha khoa ăn thịt lại khiến trong lòng Dông U có chút hoảng sợ. Đồng thời có một số cảm hứng nên anh bắt đầu viết tiếp chuyện của mình. Chuyển cảnh đến anh em anh ngốc, lúc này họ đã đưa bao tải đi vứt và đang trên đường trở về. Tuy nhiên họ lái xe quá nhanh và bật nhạc với âm lượng quá lớn. Vừa lúc bị Sô Dung đang làm nhiệm vụ ngăn lại. Sô Dung vốn hoài nghi bọn họ, lại nhìn thấy anh trai anh ngốc đeo một chiếc đồng hồ trên tay giống hệt với chiếc đồng hồ Kumai mang theo trong bức ảnh. Có vẻ như sự biến mất của Kumai thực sự có liên quan đến họ. Vì vậy, Sô Dung yêu cầu được kiểm tra chiếc xe. Anh trai anh ngốc bắt đầu lo lắng bởi vì trong cốp xe vẫn còn vết máu. Anh ta giải thích giống như lời nói trước đó với Dông U. Thứ nước đó là nước rác thải đồ ăn thừa, Sô Dung không hỏi nhiều. Nhưng đôi mắt của anh trai rõ ràng đã nổi lên sát tâm với Sô Dung. Chỉ là lúc này, tiền bối liền mở cửa xe bước ta nên hắn ta không dám làm gì Sô Dung. Buổi tối Dông U viết chuyện mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hơn nữa anh lại mơ về hồi ở trong quân đội. Anh mơ thấy một đồng đội ôm khối thịt sống lớn điên cuồng cắn xé và hỏi anh có muốn thử nó. Dông U giật mình tỉnh dậy, xem ra hôm qua anh bị bác sĩ nha khoa dọa sợ. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của Dông U đều bị bác sĩ nha khoa giám sát bằng lỗ nhỏ trên tường. Sáng hôm sau, Sô Dung trước khi ra khỏi cửa, bà cô nắm tay cô và nói rằng cô nhất định phải tìm thấy chồng mình. Thì ra bà nội của Sô Dung sau khi bị mất trí nhớ ngày nào cũng muốn tìm chồng. Bác sĩ nha khoa gặp một nữ bệnh nhân trên đường, vừa nhìn đã biết là fan của anh ta. Cô ấy mời bác sĩ nha khoa đi tình nguyện vào cuối tuần. Nhưng anh nói mình đã có kế hoạch vào cuối tuần này. Sau khi rời đi, con gái của nữ bệnh nhân nói với mẹ mình, cô bé thấy sợ với bác sĩ nha khoa. Dông U trước khi ra khỏi cửa lại lặp lại quá trình đánh dấu như ngày hôm qua. Khi anh đi qua phòng của bác sĩ nhịn không được mà đứng lại đó. Bác sĩ trông không giống người dễ bắt nạt, tại sao anh ta lại mất tích vô cớ? Lúc này đầu nấm đứng ở cửa với một con dao, và lẩm bẩm liên tục một câu tôi sẽ giết cậu. Dông U lại một lần nữa ngăn chặn cơn giận của mình rời đi. Anh không muốn so đo với tiểu nhân. Dông U vừa đi ra ngoài, thì nhìn thấy Sô Dung đang hỏi thăm về người đàn ông tên Kumai, từng sống ở đâu. Bà chủ nhà nói với cô anh ta sống ở phòng 303 nhưng sau đó, mất tích không có lý do. Dông U rõ ràng nhớ rõ bà chủ nhà nói với anh rằng, người thuê này đã tự kết liễu cuộc đời mình, sao trả lời Sô Dung lại thành mất tích. Nhưng lời nói dối này của bà chủ nhà rất kỳ lạ, trước khi đi còn nhắc nhở Sô Dung tìm kiếm thật kỹ. Tuy nhiên, biểu hiện mất tự nhiên của Dông U vẫn bị Sô Dung để ý. Cô mời Dông U lên xe mình sau đó nhân tiện hỏi về nhà trọ Aden. Dông U nói mình chuyển vào mới chỉ 4 ngày và hỏi Sô Dung, có ai báo mất tích nữa không ngoài Kumai? Bởi vì anh không thấy chú hung dữ và bác sĩ xuất hiện mấy ngày nay. Hơn nữa mấy hôm trước cảnh sát hình sự còn tới hỏi thăm chú hung dữ, sau đó ngay cả anh ta cũng biến mất. Tất cả mọi thứ là quá lạ nên Sô Dung muốn Dông U đưa số điện thoại của cảnh sát hình sự cho cô. Dông U nhớ tới danh thiếp mình để quên ở công ty, thì nói đến công ty sẽ gửi cho cô. Nói xong hai người chia tay ở giao lộ. Nhưng khi Dông U xuống xe vô tình đã bị bà chủ nhà nhìn thấy. Sau đó bà chủ nhà được một bà xem tướng bắt chuyện và nói rằng, nhà bà ta có người đau ốm. Nghe vậy bà chủ nhà liền rủ bà ta về nhà mình nói chuyện. Khi lấy nước cho bà xem tướng, bà chủ nhà đã cho một ít thuốc ngủ vào đó. Sau đó anh ngốc cũng đến và muốn bà ta xem tướng cho mình. Bà xem tướng liền nói anh ngốc có một người anh em nữa, và năm nay là năm tồi tệ của anh ta nên bảo anh hãy cầu nguyện đi. Nhưng thái độ của anh ngốc khiến bà xem tướng hoảng sợ mà né dần, và đứng lên muốn rời đi. Lúc này thuốc mê đã ngấm bà ta liền lảo đảo. Bà chủ nhà đi đến và nói với bà xem tướng rằng, xung quanh mình có nhiều người ốm đau là do bản thân bà ta gây ra. Trong giờ ăn trưa, tin tức trên TV đưa tin tìm thấy một người đàn ông trong túi đen bị vứt trên núi. Mọi người trong công ty Dông U bắt đầu nói về chủ đề giết người này. Đàn anh nói hung thủ không dễ tìm thấy vì hắn giống như người bình thường, rồi lại kể lại chuyện Dông U can ngăn hai người say rượu hôm trước. Vừa nói đàn anh vừa gắp một ít thịt bò trộn cho Dông U. Dông U đột nhiên nhớ tới thịt trộn ngày hôm qua cùng bác sĩ nha khoa ăn, nhịn không được anh vội chạy tới nhà vệ sinh nôn ra.
Điều này khiến anh mập châm chọc Dông U giả vờ đáng thương. Dông U tức giận nhịn không được hướng về phía bồn rửa tay phát tiết một phen. Khuôn mặt của anh trong gương liền biến thành đầu nấm thúc giục anh giết hắn đi. Có thể thấy được sát ý trong lòng Dông U bắt đầu nảy sinh. Thật vất vả mới đè xuống ngọn lửa, khi Dông U quay ra lại thấy đàn anh đang nói về khu nhà trọ tồi tàn của mình. Dông U nhịn không được lại cãi nhau với đàn anh. Một bữa ăn không vui vẻ cú vậy mà tan rã. Lúc này ở nhà trọ Aden, bà xem tướng bị bà chủ nhà trói lại. Đầu nấm đang bắt đầu mài dao khiến bà xem tướng sợ hãi mà đi tiểu không tự chủ. Khi còn bé bà chủ nhà bị bà ta khinh dễ rất nhiều lần. Bà chủ nhà có thù tất báo, bà chủ nhà giơ dao lên dọa bà xem bói sau đó, nói mình phải ra ngoài làm việc và giao lại bà ta cho đầu nấm. Quay lại công ty Dông U chụp ảnh danh thiếp của cảnh sát hình sự gửi cho Sô Dung. Vừa quay đầu lại bị đàn anh chặn ở lại giáo dục một phen. Dông U cực lực khống chế tức giận của mình, nhưng trong đầu đã muốn bóp chết đàn anh hàng chục lần. Trước đó anh chỉ là muốn đánh đàn anh một trận, nhưng giờ đây đã biến thành muốn giết người. Có thể thấy được mặt tối trong nội tâm Dông U đang lớn dần. Sô Dung cầm điện thoại lập tức gọi tới số di động của cảnh sát hình sự, nhưng nó đã bị tắt. Một đồng nghiệp trong một bộ phận của anh ta nói rằng, anh cảnh sát hình sự đang đi nghỉ phép nên anh ta cũng không liên lạc được. Sô Dung hỏi tiền bối, nếu một cảnh sát hình sự đột nhiên biến mất có thể vì lý do gì? Tiền bối nói rằng có lẽ anh ta đột nhiên có cảm hứng cho một trường hợp nào đó, nên lặng lẽ phá án. Nói đến hai chữ cảm hứng, Sô Dung cũng có cảm giác về những trường hợp mất tích này đều xoay quanh nhà trọ Aden. Tiền bối liền nói Sô Dung đừng bận tâm đến chuyện này, vì họ chỉ là cảnh sát tuần tra của đồn cảnh sát mà thôi. Sau khi tan làm, Dông U không muốn đi cùng bất cứ ai vì vậy, chủ động ở lại làm thêm giờ. Sô Dung đến phòng khám nha khoa để kiểm tra lại theo lịch hẹn. Cô nhân tiện nói về vụ ngược đãi mèo gần đây và vụ mất tích. Bác sĩ nha khoa nói, với cô nhiều kẻ giết người ban đầu sẽ lạm dụng động vật nhỏ. Sô Dung liền thuận tiện đề cập đến nhà trọ Aden. Cô nói rằng những người ở đó rất đáng ngờ. Biểu hiện của bác sĩ nha khoa lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ta không ngờ nữ cảnh sát này nghi ngờ đến nhà trọ Aden nhanh như vậy. Xem ra không diệt trừ là không được. Bác sĩ nha khoa cầm kim gây mê chuẩn bị ra tay với Sô Dung, nhưng nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với bố của cô ấy rằng cô đang ở phòng khám nha khoa. Lúc này động thủ nhất định sẽ bại lộ, vì vậy bác sĩ nha khoa tạm thời từ bỏ. Sô Dung trong lúc vô tình giữ được cái mạng của mình. Sau giờ làm việc, Dông U gọi điện thoại cho Ji-un, kể cho cô về những người trong nhà trọ Aden. Ji-un khuyên anh đừng suy nghĩ nhiều, một nhà trọ như vậy thì sẽ không có mấy người bình thường. Nếu anh cứ để ý rồi phản ứng lại những hành động của đám người đó, thì chỉ có mệt mỏi thôi. Lời nói của Ji-un không thể làm cho tâm tình Dông U tốt lên. Trở lại nhà trọ, bà chủ nhà đối với Dông U vẫn nhiệt tình như trước. Vừa lau mồ hôi vừa đưa nước uống cho anh. Còn tìm hiểu xem anh có nói gì với Sô Dung hay không. Bà chủ nhà giải thích rằng mình đã nói rằng người đó mất tích vào buổi sáng chỉ để không ảnh hưởng đến việc thuê nhà mà thôi. Hy vọng Dông U có thể hiểu được. Dông U không nghĩ nhiều, nói hai câu liền trở về phòng. Sau đó bà chủ nhà ám chỉ với bác sĩ nha khoa thuốc đang dần dần ngấm và có tác dụng rồi. Còn hỏi bác sĩ nha khoa nay có muốn động thủ hay không. Anh ta không trả lời mà hỏi lại bà chủ nhà người phụ nữ ở tầng 4 là chuyện gì xảy ra. Nếu đổi thành người khác bắt người mà không có sự cho phép của bác sĩ nha khoa tất nhiên sẽ bị hắn giáo huấn. Nhưng bà chủ nhà không sợ chút nào. Bà ta nói với anh ta mình chỉ ngứa tay ngứa chân. Bác sĩ nha khoa không những không làm khó bà ta mà còn ủng hộ bà chủ nhà và nói rằng bà ta là người đặc biệt nhất ở đây. Trong phòng, thuốc của Dông U rất nhanh đã phát huy công dụng. Anh nhanh chóng tiến vào trạng thái mơ mơ màng màng, bên tai vang vọng các loại âm thanh anh nghe được. Một số về chuyện giết người, một số về lòng tốt, một số về ác nghiệm, sau đó lảo đảo và nằm gục trên giường. Ba người trên hành lang mỗi người cầm một hung khí, tựa hồ muốn động thủ với Dông U. Lúc này xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tường, ánh mắt tà mị của bác sĩ nha khoa nhìn Dông U, nở nụ cười đắc ý. Dông U là tác phẩm anh ta hài lòng nhất. Vì thế anh ra ngoài nói với ba người rằng anh ta muốn bồi dưỡng Dông U thành người kế nhiệm bác sĩ. Anh trai anh ngốc cảm thấy Dông U căn bản không đủ tư cách, trông giống như một con gà yếu đuối. Bác sĩ nha khoa nói với anh ta rằng con người bề ngoài trông yếu đuối, nhưng không hề yếu đuối. Dông U tỉnh lại từ trong cơn mê liền nhận ra đánh dấu trong máy tính xách tay của mình đã biến mất. Anh kết luận rằng ai đó đã vào phòng, liền tìm bà chủ nhà muốn xem CCTV. Chỉ thấy đầu nấm nửa đêm đứng trước cửa Dông U, nhưng vừa mới làm ra động tác mở cửa thì camera lại bị hư. Mặc dù bà chủ nhà cố gắng giải thích rằng đầu nấm chỉ là hay bị mộng du, nhưng Dông U lần này khẳng định có người vào phòng mình nên không tin những lời đó. Anh liền đi tìm đầu nấm nói chuyện. Khi anh vừa định xuống tay với anh ta thì bác sĩ nha khoa đột nhiên xuất hiện cùng với anh em sinh đôi. Dông U hoảng sợ, cũng hiểu được vì sao chú hung dữ lại hoảng sợ với những con người này. Tất cả mọi người trong nhà trọ này đều có nụ cười giống như quỷ địa ngục. Dưới áp lực đó, Dông U buông đầu nấm ra trở về phòng. Bác sĩ nha khoa hẹn Dông U lên sân thượng nói chuyện một chút. Khi hai người đi ngang qua tầng 4, Dông U lại nghe được bên trong truyền ra tiếng động.
Bác sĩ nha khoa không nhanh không chậm nói trước đây có một cô gái có một con mèo, sau đó cô ta bị chớp cháy nên con mèo thường xuyên tới đây. Trong thực tế khi họ đang nói chuyện, bà xem tướng cũng bị trói ở phòng tầng 4 đang dãy dụa nửa chết nửa sống. Sau khi đến sân thượng, bác sĩ nha khoa liền lấy máy ảnh ra quay anh. Dông U cảm thấy không được tự nhiên, nhưng anh ta lại nói chỉ là vì thấy đẹp mà thôi. Dông U liền khẳng định đầu nấm đi vào phòng mình. Bác sĩ nha khoa từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi Dông U, khoảnh khắc vừa rồi có phải thật sự muốn ra tay với đầu nấm hay không? Bản thân Dông U nghĩ mình không phù hợp với nhà trọ này, nhưng lại cũng có cảm giác bất an sợ nếu mình biến thành những người đó, thì sẽ như thế nào? Anh lo lắng nếu tiếp tục sống ở đây sẽ trở nên giống những con người này. Lời nói của bác sĩ nha khoa giống như một lời nguyền, Dông U tựa hồ đắm chìm trong đó. Nếu không phải điện thoại của mẹ đột nhiên gọi tới Dông U gần như muốn trả lời có. Anh sợ nơi này nhưng vẫn phải tiếp tục sống ở đây. Mẹ gọi điện thoại và nói rằng anh trai Dông U bị thương sẽ mất một khoản phí y tế. Dông U chỉ còn cách gửi tiền cho mẹ, như vậy tiền đặt cọc của nhà mới của anh lại xa đi một chút. Ban đêm bà chủ nhà lại hầm canh nấm đỏ như máu, rồi tiêm vào một số lọ nước giải khát. Nhưng không biết bà ta lại muốn đi hại ai. Dông U ở trong phòng hồi tưởng lại bộ dáng của bác sĩ nha khoa và cảm thấy anh ta rất thân thiện. Trước khi đi ngủ, Dông U cố ý dùng ghế chặn cửa phòng, sau đó lại bắt đầu mơ về quân doanh. Lần đánh người này không còn là sĩ quan và đồng đội mà là chính mình. Trong giấc mơ của mình, anh đang hành hạ đầu nấm trên mặt đất. Trong tai vang vọng những gì mọi người đã nói. Mỗi giọng nói dường như nhắc nhở anh nhận ra chính mình. Hình ảnh của anh và những con người của nhà trọ dần dần hòa nhập vào nhau. Ngày hôm sau anh lại bắt đầu nghi ngờ người vào phòng là anh ngốc, vì thế liền gọi điện thoại cho Ji-un. Ji-un lúc này đang bị nữ cấp trên làm khó dễ, nhiều lần ném công việc của người khác cho cô ấy. Ji-un hơi oán hận lại bị sếp nữ châm chọc. Thấy điện thoại cô đổ chuông, sếp nữ vừa bảo cô nghe điện thoại, vừa hất mặt ra ngoài. Ji-un đang phiền não căn bản không có tâm tư nghe Jong-u chửi bới. Jong-u không có người tâm sự liền tìm So-jung và đưa cho cô chiếc sổ ghi chép mà Ku Mai để lại. So-jung hỏi Jong-u còn phát hiện ra cái gì kỳ quái không. Jong-u đề cập đến tầng 4 của khu nhà trọ, anh nói rằng không có ai ở nhưng anh luôn nghe thấy tiếng động. Đang nói thì Jong-u phát hiện bà chủ nhà đứng cách đó không xa giống như theo dõi tới đây. Jong-u cuống quýt vội vàng cáo biệt So-jung. Sau khi trở về, bà chủ nhà nhắc nhở bác sĩ nha khoa Jong-u gần đây luôn gặp So-jung. Nếu bác sĩ nha khoa không đồng ý động vào Jong-u, thì đem So-jung ra tay sẽ tương đối an toàn. Bác sĩ nha khoa muốn bà chủ nhà đừng để ý việc này, anh ta sẽ tự lo. Đúng lúc này có người thuê nhà mới đến thuê trọ. Một thanh niên đến tìm nhà trọ, bà chủ nhà đã khôi phục lại biểu cảm vui vẻ, và nói rằng sẽ hạ giá cho anh ta. Người thanh niên rõ ràng đã bị thuyết phục nhưng vẫn nói rằng sẽ suy nghĩ lại. Bà chủ nhà không nài nỉ thêm, hôm nay bà ấy đã lên kế hoạch đến thăm bà già sống một mình. Nhân tiện mang đồ uống tự chế biến đến cho bà lão. Bà lão vừa uống một chai đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bà chủ nhà bắt đầu lục lọi, hóa ra bà ta đã sử dụng danh nghĩa tình nguyện viên, để nhân tiện ăn cắp hợp đồng bảo hiểm của người già. Ngay cả tiền của người già cô đơn cũng bị lừa. Dông U trở lại công ty, một khách hàng đã đến công ty. Bởi vì các đồng nghiệp khác đã đi ra ngoài nên khách hàng đối với thực tập sinh, như Dông U, cũng sai ngược sai xuôi. Anh ta nghe nói Dông U đang viết về tiểu thuyết tội phạm, và đang sống ở nhà trọ Aden liền nói, rằng những người ở đó có nhiều người cá tính độc đáo. Biết đâu ở đó lại là nơi xảy ra vụ án giết người hàng loạt. Dông U lại nói đó là điều cậu mong muốn. Đúng lúc này các đồng nghiệp trở lại công ty. Anh mập phát hiện Dông U lấy cắt móng tay từ ngăn kéo của mình. Cũng đoán được anh nhất định nhìn thấy ảnh thiết kế son được giấu trong đó. Lúc này mọi người phát hiện ông chủ nửa ngày cũng không xuất hiện. Dông U tuyệt đối không thể tưởng tượng được đàn anh đang đi gặp Ji-un. Anh ta vừa mời cô ăn vừa mua cà phê cho cô. Nhưng lại bị sếp nữ nhìn thấy, cô ta liền cho rằng Ji-un đang nuôi lốp dự phòng. Ji-un vì tự chứng minh sự trong sạch liền đề nghị giới thiệu đàn anh với sếp. Lời này vừa nói ra khiến sếp nữ lập tức biến sắc cười tươi tiếp nhận. Trong khi đó So-jung sau khi nghe Jong-u nói xong liền một mình đi lên tầng 4 của nhà trọ để kiểm tra từng căn phòng cũ. Mặc dù cô nhìn thấy các thiết bị y tế được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa trước đó nhưng cũng không liên tưởng đến việc giết người. Nhìn thấy cô sắp tra được phòng bà xem tướng, đầu nấm liền đe dọa bà ta không được lên tiếng. Nhưng chờ đầu nấm rời đi theo So-jung, bà xem tướng liền nhân cơ hội để trốn thoát. Bà ta lảo đảo chạy xuống cầu thang, suýt chút nữa đã bị bà chủ nhà phát hiện. Nhưng may mắn của bà xem tướng chỉ ra đến cổng, thì vừa vặn liền gặp được bác sĩ nha khoa trở về. Rất nhanh bà xem tướng bị bắt quay trở lại, bà ta cầu xin mọi người trong nhà trọ buông tha cho mình. Bác sĩ nha khoa nói đến lúc này còn cầu cái gì, dù sao cũng phải chết. Nói xong ba người giữ bà xem tướng lại còn bà chủ nhà rót một chai nước ép nấm độc vào miệng. Một ngày làm việc kết thúc, đàn anh lại dẫn theo một nhóm nhân viên đi ăn uống. Dông U thấy một người già bán hoa hồng liền khiến anh nhớ tới mẹ bán sạp cá ở nhà. Vì vậy, anh đã mua một bông hoa rồi thuận tiện đưa cho thiết kế son. Đàn anh nhân cơ hội này còn tác hợp cho hai người bọn họ.
Dông U nghiêm túc nói mình đã có Ji-un. Anh đương nhiên không biết tâm tư nhỏ của đàn anh. Sau đó lại khẩn cầu đàn anh cho mình ở nhờ vài ngày vì anh không tiện, về nhà trọ. Đàn anh đang tính toán theo đuổi Ji-un nên sẽ không cho anh sự tiện lợi này, vì vậy trực tiếp từ chối. Dông U nhận được một tin nhắn với nội dung là có phải cậu muốn giết hắn không? Dông U lập tức hoài nghi mình, lại bị bác sĩ nha khoa theo dõi liền vội vàng quay đầu tìm kiếm. Nhưng không phát hiện ra ai cả. Ngay sau đó mấy người lại tìm một chỗ tiếp tục uống rượu. Dông U không yên lòng liền uống liên tục, cuối cùng anh say rượu. Dông U, sau khi say rượu bắt đầu khiển trách anh mập là một tên biến thái nhìn trộm phụ nữ. Còn thiếu chút nữa đánh một trận với đàn anh. Cuối cùng Dông U nôn hết ra rồi được đồng nghiệp đưa lên taxi. Mặc dù vậy, anh không muốn trở lại nhà trọ. Trước khi đi còn cầu xin đàn anh thu nhận mình. Kết quả vẫn bị đẩy trở lại xe. Sau khi chiếc xe rời đi, Ji-un lo lắng cho Dông U liền đến thăm anh ở nhà trọ. Nhưng nửa đường lại bị điện thoại của đàn anh chặn lại. Đàn anh nói dối rằng hắn đã đưa Dông U trở về và bây giờ muốn gặp Ji-un. Nhưng Ji-un vẫn cự tuyệt, đàn anh kiên trì muốn đi thăm Dông U. Ngay sau đó Dông U bị tài xế đưa đến đồn cảnh sát vì anh ta không tìm thấy địa chỉ của nhà trọ. So-jung đành đích thân đưa Dông U quay về nhà trọ. Trong giấc ngủ Dông U bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống của anh sai từ khi nào. Tất cả bắt đầu khi anh lên Seoul và bước vào nhà trọ Aden này. Kể từ đó anh không cảm thấy hạnh phúc nữa. Dông U ngủ mê man khiến Ji-un gọi điện nhiều lần cũng không nghe thấy, cho đến khi anh bị So-jung đánh thức. Dông U sau khi tỉnh lại liền mượn rượu còn lại trong người mà nói rằng mình sợ quay trở lại nhà trọ kia. Ở đó toàn là những kẻ lập dị. Nhưng điều đáng sợ hơn là Ji-un lúc này nhắn tin nói cô ấy đã đến cổng nhà trọ. Điều đó có nghĩa là Dông U không thể không trở về. Trước cửa nhà trọ, bác sĩ nha khoa gặp Ji-un. Hắn liếc mắt một cái nhận ra cô là bạn gái của Dông U. So-jung và đồng nghiệp đã sử dụng xe cảnh sát để đưa Dông U đến nhà trọ. Vừa vào cửa, Dông U liền lớn tiếng gọi tên Ji-un, lại phát hiện cô đang yên lành ở trong phòng ăn. Bà chủ nhà, đầu nấm và anh ngốc đang chơi trò chơi. Bà chủ nhà trách cứ Dông U khi đưa cảnh sát đến đây, bà ấy chỉ là kéo Ji-un vào rửa tay, sao phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Dông U không nói gì liền kéo Ji-un ra khỏi nhà trọ. Anh nói với cô rằng tất cả mọi người trong nhà trọ này đều nguy hiểm. Còn trách Ji-un tại sao lại tự mình chạy tới đây. Ji-un vì lo lắng cho anh nên mới đến đây nhưng lại bị Dông U trách cứ. Cô cũng nổi giận mà nói Dông U rằng những người đó chỉ nhìn kỳ lạ, còn có nhiều người kỳ lạ hơn họ trên thế giới này. Cô còn nói Dông U, hãy dọn ra ngoài mà quên mất tình hình kinh tế hiện tại của anh. Hai người cãi nhau cứ vậy mà chia tay. So-jung an ủi Dông U và nói sẽ đưa Ji-un về nhà. Trên đường đi, cô ấy nói với Ji-un Dông U là bởi vì lo lắng cho cô nên mới như vậy. Đang nói đột nhiên cô nhìn thấy từ cửa sổ phía sau xe, có người đang đứng trên mái nhà nhìn chằm chằm vào hướng xe cảnh sát rời đi. Không cần phải nói, người này khẳng định là bác sĩ nha khoa vừa rồi không xuất hiện. Hắn lại một lần nữa hẹn Dông U cuối tuần đi ra ngoài uống rượu. Dông U đã sớm không kiên nhẫn với thái độ bình thản của bác sĩ nha khoa, trở về phòng bà chủ nhà lại đưa đồ uống cho Dông U. Anh vừa uống vừa nhắc nhở bà chủ nhà sau này đừng đưa Ji-un vào đây. Bà chủ nhà liền giải thích rằng những người ở trong nhà trọ này đều là người tốt, bà rất buồn vì anh không tin những người ở đây. Không lâu sau khi uống xong chai nước của bà chủ nhà, hiệu quả của thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Dông U mãi đến trước khi hôn mê mới ý thức được bà chủ nhà có thể đã bỏ thuốc trong đồ uống của mình. Trên đường trở về đồn cảnh sát, đồng nghiệp nói rằng Dông U rất kỳ quái. So-jung lại nói đôi khi người đàn ông trở nên kỳ lạ là vì người xung quanh khiến họ trở nên như vậy. Được biết đồng nghiệp sinh ra ở khu vực này, So-jung liền hỏi anh ta về nhà trọ Aden. Đồng nghiệp nói một đám cháy lớn đã bùng phát ở nhà trọ Aden. Khu này là khu tái phát triển nên cũng không có nhiều người đến thuê, cũng không biết có kiếm được tiền không. Trong ấn tượng của cô, nhà trọ rất yên tĩnh, trong khi nhà trọ Aden thì lại rất náo nhiệt, giữa những người thuê nhà giống như một gia đình, điều đó thực sự đáng ngờ. Quay trở lại nhà trọ Aden, anh em anh ngốc và đầu nấm đang trò chuyện. Đầu nấm đã sớm bất mãn vì bị bác sĩ nha khoa cùng bà chủ nhà đè ép. Họ có 3 người hoàn toàn có thể ra tay với 2 người kia. Nhưng lúc này anh ngốc đột nhiên thông minh mà nói rằng, trong nhà trọ này người đáng sợ nhất chính là bà chủ nhà. Bà chủ nhà một lần nữa đề nghị bác sĩ nha khoa xử lý Dông U, bởi vì bà chủ nhà căn bản không coi trọng Dông U. Bác sĩ nha khoa lại hoàn toàn không trả lời mà chỉ nói rằng, bà chủ nhà nên hiểu tính cách của mình. Bề ngoài bà chủ nhà phụ họa lời nói của anh nhưng trong lòng nghĩ lại cùng lắm, thì bà ta giết tất cả mọi người. Dông U sau khi mê man lại lâm vào ác mộng. Ji-un ngồi ở nhà ăn, vừa quay đầu đột nhiên hai mắt chảy máu. Kể từ khi đến đây ngày nào cũng gặp ác mộng nên Dông U đã dần dần quen. Khi tỉnh dậy, anh đi đến nhà ăn để uống nước. Đầu nấm lại xuất hiện trong miệng lẩm bẩm muốn giết Dông U. Dông U lần này không nhịn nữa cầm cái cốc ném xuống đất và đi đến thách thức hắn ta. Sau khi xả cục tức với đầu nấm, Dông U nhìn thái độ của anh ngốc thì mắng anh ta. Còn thiếu chút nữa cùng anh trai anh ngốc đụng tay đụng chân. Nhưng bác sĩ nha khoa vừa xuất hiện, sự hung dữ của anh trai anh ngốc ngay lập tức bị dập tắt. Anh ta nhìn thấy bác sĩ nha khoa thiên vị Dông U thì cố nhịn,
mà nói lại anh ta vài câu. Sắc mặt bác sĩ nha khoa lập tức thay đổi và nói rằng, mặc dù anh mỉm cười và nói chuyện nhưng đó không phải là một trò đùa. Anh ngốc đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng bảo anh trai cúi đầu nhận sai, và mong bác sĩ nha khoa bỏ qua. Lên sân thượng Dông U, nói với bác sĩ nha khoa đầu nấm không biết tại sao luôn muốn giết mình. Bác sĩ nha khoa nói với anh thái độ vừa rồi của đầu nấm là do Dông U làm loạn khi say rượu. Anh ta nói Dông U say rượu đã la hét ở hành lang, chửi thề, gõ cửa từng phòng và làm loạn hết cả lên. Không tin anh có thể kiểm tra camera giám sát. Dông U không tin mình sẽ có những hành động đó, vì thế lại đến chỗ bà chủ nhà để kiểm tra camera giám sát. Anh phát hiện ra rằng bác sĩ nha khoa đã không nói dối. Dưới tác dụng của thuốc, Dông U đã nổi giận với tất cả mọi người, còn chỉ vào bác sĩ nha khoa mắng anh, nhưng bác sĩ nha khoa không hề tức giận. Còn tràn đầy ôn nhu nói một câu, cưng hôm nay giận dữ thật đấy. Dông U nhìn bộ dáng của mình cảm thấy sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ anh sẽ phát điên. Anh không nhịn được hỏi bà chủ nhà nếu anh chuyển đi sớm, thì tiền đặt cọc có thể được hoàn lại một nửa hay không. Nhưng rồi lại xem như mình chưa nói mà rời đi. Phía bên kia Ji-un hẹn Dông U buổi tối gặp nhau. Tối qua khi cô ấy về đến chỗ trọ của mình, thì thấy đàn anh đã đứng chờ cô ở dưới nhà. Sau khi nói xấu Dông U, một trận đàn anh liền tìm đủ loại lý do hẹn Ji-un gặp mặt. Ji-un cảm thấy nên giữ khoảng cách với đàn anh nên khéo léo từ chối. Nhưng mà nữ cấp trên lại muốn gặp đàn anh nên thúc giục Ji-un giới thiệu hai người với nhau. Ji-un có chút khó xử, sếp nữ lại châm chọc cô muốn mập mờ với đàn anh. Điều đó khiến Ji-un vô cùng bất lực. Cuối tuần này So-jung cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về nhà trọ và vụ mất tích. Cô cho rằng cả hai đều có liên quan đến nhau nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. May mắn thay, bố cô là một cảnh sát hình sự về hưu. Ông đã nói với So-jung nếu đó là nhà trọ thì họ phải gây án tập thể. Bởi vì ở nhà trọ có quá nhiều người, nếu gây án thì sẽ khó che giấu được vết tích. Vì vậy phải có một người chỉ huy chịu trách nhiệm phân công công việc cho tất cả mọi người nên mới khó phát hiện ra dấu vết. Bố cô hỏi cô có phải là bà chủ nhà không, nhưng So-jung nhớ tới người trên sân thượng tối qua liền nói cũng có thể là người khác. Nếu theo như suy đoán của bố cô thì bà chủ nhà chắc chắn có liên quan, vì vậy So-jung quyết định đi điều tra bà chủ nhà trước. Trong khi đó Dông U lợi dụng thời gian trong ngày liền đi tìm phòng cho thuê. Thậm chí vừa mới có người qua đời anh cũng không buông tha. Mặc dù người trung gian khuyên anh ta nên suy nghĩ lại, nhưng đã trải qua nỗi kinh hoàng ở nhà trọ Aden thì người chết đối với Dông U mà nói cũng không đáng sợ bằng. Khó khăn lớn nhất của anh là tiền đặt cọc để thuê nhà. Dông U vẻ mặt sầu não chờ Ji-un ở nơi hai người hẹn nhau. Đôi tình nhân đối diện đang nói về chủ đề người thua cuộc không xứng đáng yêu đương. Dông U bị chọc vào chỗ đau, ánh mắt anh bắt đầu trở nên hung ác. Đôi tình nhân bị anh nhìn chằm chằm thì sợ hãi mà đứng lên rời đi. Lúc này Dông U phát hiện bác sĩ nha khoa đang đứng bên kia đường nhìn mình, nhưng lại biến mất trong chớp mắt. Đây không phải là lần đầu tiên điều như vậy xảy ra với anh. Dông U kết luận mình bị bác sĩ nha khoa theo dõi nên vô cùng sợ hãi. Vừa vặn bị So-jung đi xem phim với bố trở ra nhìn thấy. Cách đó không lâu So-jung cũng đã từng thấy bác sĩ nha khoa gần đó, nhưng cô không nghĩ nhiều mà tưởng mình nhìn nhầm. Dông U ngây ngốc đứng đó bị Ji-un đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ. Dông U nói với Ji-un rằng mình đã bị bác sĩ nha khoa theo dõi. Trong lòng Ji-un vốn đã buồn bực lại bị Dông U nói như vậy hoàn toàn không nhịn được, mà trách cứ anh có rất nhiều người kỳ lạ trên thế giới. Hết lần này tới lần khác Dông U lại mẫn cảm như vậy khiến cô cảm thấy chán nản. Ji-un tức giận xoay người rời đi. Sắc mặt Dông U lập tức quay về bộ dáng âm trầm trước đó. Cách đó không xa bác sĩ nha khoa lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra. So-jung về đến nhà nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Anh ta đã giúp cô điều tra bà chủ nhà và phát hiện ra bà chủ nhà có vấn đề. Bà ấy đã kết hôn 2 lần nhưng không có con, và cả hai người chồng đều chết vì tai nạn. Bố mẹ chồng cũng chết vì tai nạn. Nhưng điểm đáng sợ nhất là tiền bảo hiểm của người đã chết đều do bà ta nhận, và nó khoảng 1 tỷ won. Nhà trọ Aden này bà chủ nhà cũng được thừa hưởng từ chồng cũ. Đồng nghiệp đề nghị So-jung giao vụ án cho phòng hình sự. Nhưng họ hiện không có bằng chứng nên So-jung dự định chờ thêm một chút. Đêm đến Dông U không muốn trở về nhà trọ, nên đã đến siêu thị để mua một con dao gọt hoa quả. Sau đó nhắm mắt đi về phòng. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên, thì ra người mới chuyển đến muốn mượn sạc điện thoại của anh. Mặc dù người mới này khá thân thiện nhưng Dông U vẫn giấu con dao sau lưng để đề phòng. Sau khi cho người mới mượn sạc điện thoại, anh ta liền trở về phòng nhưng trên ổ cắm trước mặt hắn, sạc điện thoại đang được cắm vào điện thoại. Lúc này cặp song sinh và đầu nấm đang xử lý thi thể trên tầng 4. Trong khi di chuyển xác chết, anh trai vô tình tuột tay khiến túi xác chết rơi xuống đất và phát ra một tiếng động lớn. Dông U quyết định lần này nhất định phải lên xem thử. Đầu nấm liền quát hai anh em sinh đôi yên lặng. Anh trai liền chế giễu đầu nấm sợ kinh động đến Dông U hay sao. Anh trai anh ngốc vốn không phục nên khẳng khái nói nếu bị phát hiện thì ra tay xử lý luôn Dông U. Lúc này Dông U đi lên tầng 4, cẩn thận hỏi có ai trong đó không. Anh trai liền nói đây chính là Dông U tự mình tìm tới cửa. Ra tay với anh ta ở đây vô cùng thuận tiện.
Nói xong cầm dao chuẩn bị xông về phía Dông U. Dông U không biết nguy hiểm đã đến gần, vừa cầm dao vừa đi vào. Đúng lúc này điện thoại của mẹ anh gọi đến khiến anh dừng lại nghe máy. Một lát sau anh trai trở về phòng vừa rồi, đột nhiên ngồi xuống trong im lặng. Sau đó anh ta nói rằng mình chết rồi và gục xuống. Người đã ra tay với anh trai anh ngốc là bác sĩ nha khoa. Hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào công việc của mình, vì thế hắn cũng không quan tâm giết ai. Anh ngốc không dám biểu hiện ra sự đau thương của mình, chỉ có thể cố gắng cười gật đầu. Đầu nấm lặng lẽ bỏ đi, bà chủ nhà cười cười nói lên thiên đàng sớm cũng rất tuyệt vời. Giờ phút này bọn họ ai cũng không dám đối nghịch với bác sĩ nha khoa. Nghe mẹ cằn nhằn, Dông U cũng không còn dũng khí để thăm dò tầng 4 nữa. Anh mơ màng ngủ thiếp đi rồi vẫn như mọi khi rơi vào cơn ác mộng. Trong giấc mơ anh mở cánh cửa bên cạnh một lần nữa. Căn phòng cũng giống như những gì anh đã mơ trước đây, máu đầy tường. Chỉ là lần này trong phòng có thêm người, đó là bóng lưng quen thuộc nhất nhưng xa lạ nhất của Dông U. Anh quay đầu lại, đối diện với bản thân và nói với mình rằng hãy chạy trốn đi. Nói xong liền phát ra tiếng cười dữ tợn. Dông U lại một lần nữa tỉnh lại từ cơn ác mộng. Ở phòng đối diện, đầu nấm thức dậy với vẻ mặt hèn mọn. Trên màn hình có độ phân giải không cao là bức ảnh nóng bỏng của cô gái. Có thể thấy giấc ngủ của hắn ta so với Dông U tốt hơn nhiều. Trong khi ăn sáng, răng của Sô Dung lại bắt đầu đau, bố cô thúc giục cô nhanh chóng đi khám. Sô Dung nói về những kỳ lạ của bà chủ nhà. Bố cô dựa vào kinh nghiệm phán đoán bà chủ nhà nên được coi là nghi phạm. Hơn nữa cô nhi viện bốc cháy chắc hẳn là có tin tức gì đấy. Sô Dung ngay lập tức lên mạng tìm hiểu và phát hiện thật đúng là có một tin tức nói là cô nhi viện bên suối bốc cháy. Nghi phạm bị nghi ngờ là viện trưởng hai mặt. Mà viện trưởng hai mặt này chính là bà chủ nhà. Nhưng Sô Dung lại vô cùng chú ý đến tên của cô nhi viện, nó giống với phòng khám của bác sĩ nha khoa. Sô Dung lập tức sâu chuỗi một ít manh mối. Khi cô lục soát tầng 4 của nhà trọ Aden, thì thấy những thiết bị dùng ở phòng khám nha khoa. Khi cô rời khỏi nhà trọ Aden, trên sân thượng cô thấy bóng dáng của bác sĩ nha khoa. Về sát thủ biến thái, cô bắt đầu nghi ngờ bác sĩ nha khoa và bà chủ nhà liên quan đến những vụ mất tích này. Dông U khi ra khỏi cửa gặp người mới đến trả lại thiết bị sạc điện thoại. Người mới vừa đến nên không biết gì về nhà trọ Aden. Dông U không dám ở hành lang cùng anh ta thảo luận. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Biết được người mới là một ca sĩ lang thang, người mới hỏi thăm về mọi người sống trong nhà trọ Aden. Dông U nói bọn họ đều trên 30 tuổi nhưng toàn là mấy tên điên thôi. Dông U đang chửi bới liền đụng phải bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa nhìn thấy hai người đồng hành hiển nhiên có chút mất hứng, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Người mới khen ngợi nhan sắc của bác sĩ nha khoa, còn nói ở nhà trọ đều là soái ca. Từ đây có thể phán đoán được anh ta chưa gặp anh ngốc và đầu nấm. Dông U còn đang xảy ra mâu thuẫn với bạn gái nên chán nản liền theo người mới ra đường xem anh ta biểu diễn giáp trên đường phố. Mặc dù buổi biểu diễn rất nhàm chán nhưng cũng có màu sắc. Sô Dung đã đi đến phòng khám nha khoa. Lần này cô nhìn kỹ vào bức ảnh ở cửa và tìm thấy bức ảnh chung của tình nguyện viên. Thật sự có bà chủ nhà cùng anh em anh ngốc. Nhưng Sô Dung không biết mối quan hệ sâu sắc của họ. Vì thế không hề đề phòng hỏi bác sĩ nha khoa về cô nhi viện. Bác sĩ nha khoa tỏ ra rất thản nhiên nói hắn lớn lên ở cô nhi viện đó. Và bà chủ nhà đối với anh ta mà nói giống như mẹ. Sô Dung bị sự thẳng thắn của bác sĩ nha khoa làm cho bất ngờ. Lại một lần nữa hoài nghi mình suy nghĩ nhiều. Sau buổi biểu diễn, Dông U cùng người mới đi uống rượu. Người mới nhắc tới lần đầu tiên gặp Dông U, ngày hôm qua cảm giác cả người anh đầy sát khí. Dông U nói mình bị nhà trọ làm ra như vậy. Dông U nói cho người mới biết họ phải nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà trọ Aden. Trong khi đó bà chủ nhà đang vui vẻ làm thịt trộn. Sau đó mang nó đi xuống tầng hầm bên dưới. Bên trong đang nhốt chú hung dữ. Chú hung dữ vẫn chưa chết nhưng cũng sống không bằng chết. Anh ngốc trốn trong phòng, lôi cái bình ga và bật lửa của anh trai ra khóc không ngừng. Uống được chút rượu, Dông U tiếp tục nói về nhà trọ. Tầng 4 nói là không có ai ở nhưng luôn luôn có thể nghe thấy tiếng động. Nói chung nhà trọ này vô cùng kỳ quái. Dông U còn dặn dò người mới để ý xem có ai đột nhập vào phòng mình không. Người mới vừa ngây thơ vừa chân thành liền lập tức đồng ý. Trước khi chia tay, Dông U nói muốn đi thăm bạn gái sống gần đó. Kết quả làm cho anh thấy được một màn đau lòng. Ji-un được đàn anh đưa về nhà. Khi rời đi đàn anh còn lưu luyến không rời. Dông U tức giận vừa định đi qua nói cho ra nhẽ lại nhận được ảnh chụp của người mới. Đầu nấm đang lén đứng trước phòng của anh. Sau đó một bức ảnh nữa được gửi đến, có vẻ như đầu nấm phát hiện ra bức ảnh chụp lén của người mới. Hết lần này tới lần khác người mới không nghe điện thoại. Dông U lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn không nhận điện thoại của Ji-un, mà vội vàng bắt taxi trở lại nhà trọ. Dông U xuống xe thì đụng phải anh ngốc. Anh ngốc nói một câu tất cả là vì anh. Sắc mặt anh ngốc một phen biến đổi, cuối cùng lại khôi phục bộ dáng ngốc nghếch. Dông U tìm được người mới trên sân thượng. Hóa ra anh ta vừa phát hiện ra ví của chú hung dữ để lại ở dưới giường. Một người đàn ông về quê không thể không mang theo ví và giấy tờ tùy thân. Người mới đề nghị đi báo cảnh sát. Dông U nhớ, tới cảnh sát hình sự mất tích kia vẫn cảm thấy không nên xen vào việc của người khác.
Dông U dự định tháng này nhận lương anh sẽ lập tức chuyển ra khỏi nhà trọ. Khi Dông U đang cay nghiệt đay nghiến những người quái dị trong nhà trọ này, thì bác sĩ nha khoa bước ra khỏi bóng tối. Nhưng anh ta không chỉ không tức giận còn khuyến khích Dông U nói ra những lời trong lòng. Lần này ngay cả người mới cũng cảm giác được khí thế khủng bố của bác sĩ nha khoa. Dông U rủ người mới mau chóng đi tắm rửa. Lúc này đầu nấm đứng ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện bên trong. Nửa đêm Dông U đứng dậy đi vệ sinh. Khi trở về thì phát hiện ra đầu nấm lại cầm dao đứng ở cửa. Anh dự định chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình, nắm giữ chứng cứ rồi mới tính sổ. Ai ngờ vừa giơ điện thoại lên, bà chủ nhà đột nhiên lớn tiếng chào hỏi Dông U. Đầu nấm ngửi thấy mùi vội trốn đi. Dông U oán giận bà chủ nhà đến không đúng lúc, anh sắp bắt được tên biến thái kia rồi. Bà chủ nhà nghe xong sắc mặt thay đổi, trực tiếp đi qua gõ cửa đầu nấm và cho hắn ta một cái vuốt má và chửi bới. Còn để anh ngốc vào lục soát một chút xem có con dao mà Dông U nói không. Anh ngốc tìm một vòng không phát hiện ra cái gì. Bà chủ nhà trách cứ Dông U, không có việc gì mà làm ầm lên khiến mọi người không ngủ được. Dông U không tin, lại lục soát một lần nữa nhưng không tìm thấy con dao. Dông U không cam lòng buộc đầu nấm cởi quần áo. Đầu nấm không hề từ chối mà bắt đầu cởi đồ. Nhưng anh ta cởi sạch cũng không phát hiện ra gì. Sau đó, bác sĩ nha khoa bước ra khỏi phòng nhìn thấy bên hông anh ngốc có cái gì khác biệt. Đó là con dao vừa rồi. Thì ra bà chủ nhà giả vờ để anh ngốc vào tìm dao, trên thực tế là giúp đầu nấm che giấu bằng chứng. Điều đó khiến bác sĩ nha khoa trong lòng vô cùng tức giận. Cả đêm Dông U cũng không dám ngủ, anh tin rằng mình không nhìn nhầm. Anh ngồi ở ghế để chặn cửa và ngủ gật trên đó cho đến khi đồng hồ báo thức reo, anh ta mới giật mình tỉnh dậy. Dông U hoảng hốt đến nỗi ngay cả giày cũng quên đổi, nên đã đến công ty muộn. Anh mập lại được dịp mỉa mai anh. Đàn anh không ngừng kêu đau thắt lưng nói mình thiếu bạn gái chăm sóc nên mới như vậy. Còn cố ý nhắc tới Ji-un với Dông U. Dông U ở trong lòng mắng đàn anh 100 lần. Anh chợt hiểu ra rằng địa ngục không phải là trong nhà trọ hay công ty. Địa ngục chính là những con người bên cạnh anh. Tâm tình Dông U rơi xuống tận đáy, kéo theo đó là một ngày buồn chán. Khoảnh khắc tỉnh táo duy nhất của anh chính là nhận được điện thoại của người mới. Người mới quả nhiên là người hồn nhiên không sợ hãi. Sau đó, anh tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chờ đợi cho hết giờ để mọi người rời khỏi công ty. Tâm tình của Dông U rốt cục bộc phát, anh cầm lấy bàn phím của anh mập đập vỡ một cái. Dông U hiện tại chỉ muốn cách xa nhà trọ. Vì vậy, anh trốn trong quán cà phê Internet để chơi trò chơi. Một nhóm thanh niên trong quán cà phê Internet cãi nhau. Dông U khuyên vài câu lại bị hắn tìm người đến gây sự. Bọn chúng làm bộ muốn đánh Dông U một trận. Rất nhanh Dông U dùng nắm đấm làm cho bọn chúng hiểu rằng không nên quậy phá linh tinh. Thanh niên bị anh đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng Dông U vẫn không khống chế được, cứ thế hạ tay xuống. Hình ảnh chợt trở lại lúc Dông U làm lính, những lính cũ thường ngược đãi các tân binh. Dông U nhìn không được liền chạy tới hỗ trợ. Lúc này mỗi gương mặt trong nhà trọ hiện lên trước mặt Dông U. Dông U khó có thể tự khống chế nên cứ thế mà đánh xuống. Sau khi đồng đội rời đi, Dông U nhìn bàn tay mình bị thương đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Đó là một loại cảm xúc được giải phóng tâm ma. Bác sĩ nha khoa chậm rãi đi tới nói với Dông U. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh Dông U. Sau khi đánh nhau bị thương, Dông U được bác sĩ nha khoa đưa đến phòng khám để khâu miệng. Dông U liền hỏi nghi vấn trong lòng. Bác sĩ nha khoa rốt cuộc là ai và anh muốn làm gì? Bác sĩ nha khoa nói một nha sĩ sống trong nhà trọ, hoặc là một tên tội phạm giết người hàng loạt mà Dông U thường thấy trong tiểu thuyết. Anh ta có thể là bất cứ ai mà Dông U muốn, nhưng mấu chốt là Dông U muốn biến thành ai. Chỉ cần Dông U nói ra, anh ta đều có cách để giúp anh. Nhớ lại ngày trước cũng có một người bác sĩ nha khoa đã từng hỏi như vậy. Bác sĩ năm đó cũng giống như Dông U, đến nhà trọ Aden vào thời điểm thất vọng nhất trong cuộc sống. Ngay từ đầu anh ta đã thu hút sự chú ý của bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa cũng xác định rằng họ là cùng một loại người. Tất cả những gì anh ta phải làm là cải tạo bác sĩ để anh ta lấy lại cuộc sống mới. Điều tương tự cũng xảy ra với Dông U. Lúc trước hắn ở trên sân thượng, bác sĩ nha khoa nói với Dông U, anh sẽ trở nên đặc biệt như chính mình. Lúc này Dông U hiểu ra bác sĩ nha khoa cũng muốn bồi dưỡng anh thành kẻ giết người. Điều đó khiến anh choáng váng. Không ngờ anh ta lại biến thái như vậy. Phía bên kia So Jung vẫn đang điều tra sự biến mất của cảnh sát hình sự. Cô đã trích xuất giám sát tại siêu thị đối diện nhà trọ và phát hiện ra tối đó, xe của cảnh sát hình sự đã ở lại đó trong nửa giờ. Cô nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra trong nửa giờ này mới dẫn đến sự biến mất của anh ta. Nếu cảnh sát hình sự bị giết vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết và bị nước mưa cuốn trôi xuống cống. Nhưng cô lật cống thoát nước lên thì không tìm thấy gì cả. So Jung vẫn chưa từ bỏ ý định và tiếp tục kiểm tra các cống thoát nước phía trên dốc. Cuối cùng cô thực sự phát hiện ra một cái kim tiêm. Có thể nào đây là hung khí mà bác sĩ nha khoa ra tay với bác sĩ hay không? Lại nói trở về phía Dông U, phụ huynh học sinh bị thương đã báo cảnh sát nên Dông U được đưa đến đồn. Có lẽ bị bác sĩ nha khoa dọa cho ngớ ngẩn lên, Dông U không nói gì. Phụ huynh của các học sinh kia đã ầm ĩ nhất quyết không chịu giải hòa,
nhưng lại cũng là người thấy tiền mở mắt. Nghe bác sĩ nha khoa nói sẵn sàng bồi thường tiền cho họ, thái độ ngay lập tức thay đổi. Bác sĩ nha khoa mang theo Dông U ra khỏi đồn cảnh sát. Cảnh sát còn nhắc nhở Dông U phải đối xử với bác sĩ nha khoa như ân nhân. Nhưng Sô Dung lại biết nỗi khổ trong lòng Dông U. Cô nhỏ giọng nói với Dông U rằng có khó khăn liền tìm đến cô. Hai người một trước một sau đi về nhà trọ. Dông U rốt cục nhịn không được mở miệng khẩn nài bác sĩ nha khoa buông tha cho mình. Ngày mai anh sẽ thu dọn hành lý và chuyển đi. Bác sĩ nha khoa đưa tay đè lại yết hầu của Dông U. Điều đó giống như anh ta đang giữ số phận của Dông U trong tay. Bác sĩ nha khoa không cho phép Dông U từ giờ giấu mình chuyện gì. Sau khi phát hiện ra kim tiêm, Sô Dung cảm thấy mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, một lần nữa liên lạc với phòng hình sự của vị cảnh sát hình sự kia và nói ra sự nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, phản ứng của bên kia một lần nữa được chứng minh cảnh sát Hàn Quốc không đáng tin cậy. Vì thế Sô Dung không thể nộp đơn xin hỗ trợ. Mà Dông U hiện tại cũng không ai giúp đỡ như vậy. Anh trở lại nhà trọ với bác sĩ nha khoa, tinh thần cực kỳ căng thẳng. Nhìn chiếc áo để trên bàn mà nhầm tưởng đó là một con mèo chớt. Hình ảnh máu thịt mơ hồ hiện lên trong đầu khiến Dông U sụp đổ mà khóc lớn. Sau đó anh ngồi trên giường, đôi mắt láo liên hoảng sợ. Trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh của những người xung quanh anh. Lời nói của mọi người tất cả đều dần dần đẩy anh vào địa ngục. Sô Dung vẫn không chịu bỏ cuộc, cô tìm thấy một camera giám sát tại ngã ba gần nhà trọ, vì thế liền cẩn thận kiểm tra một lần. Sô Dung phát hiện ra chiếc xe của cảnh sát hình sự đã đi từ đó, lên núi nhưng không thấy đi xuống. Thực tế đó chính là hình ảnh ba người trong nhà trọ đi ném xác, còn chiếc xe sau đó bị thiêu rụi, vì vậy cô mới thấy đi và không thấy về. Sau một đêm thức trắng và tự dày vò bản thân, trạng thái tinh thần của Dông U ngày hôm sau vô cùng tồi tệ. Khi anh mập hỏi tại sao anh đập vỡ bàn phím của anh ta, Dông U không nói hai lời liền đánh hắn một trận. Có vẻ như anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Đàn anh tìm Dông U nói chuyện nhưng nói không được hai câu liền nói đến Ji-un. Chủ đề này khiến Dông U càng tức giận. Anh hung hăng nói cho đàn anh biết đừng tưởng anh không biết gì. Nếu không muốn chết tốt nhất đàn anh hãy hành động đứng đắn một chút. Đàn anh bị bộ dáng của Dông U dọa cho sửng sốt không nói nên lời. Dông U chết lặng đi ra khỏi công ty. Anh đang suy nghĩ rốt cuộc mình biến thành bộ dáng như bây giờ là bởi vì do những người ở nhà trọ hay do những đồng nghiệp đó. Hoặc đây vốn là con người thật của anh. Dông U không thể nghĩ ra, thậm chí không thể tìm thấy bản thân mình. Nhưng Dông U có thể chắc chắn một điều. Khi đánh đồng đội hay lúc đánh anh mập, Dông U đều cảm nhận được một loại khoái cảm trong lòng. Anh mập được đưa vào bệnh viện, mẹ anh ta khóc lóc mà kể với phóng viên đến thăm rằng con trai mình thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Còn anh mập nói với phóng viên Dông U chính là biến thái. Phóng viên nhanh chóng ngửi được mùi tin nóng liền hẹn đàn anh gặp mặt. Sau khi nhận ra rằng cảnh sát hình sự không chịu giúp mình, Sô Dung liền lén nhờ dì làm việc trong viện giám định kiểm tra cây kim tiêm kia. ADN trên kim tiêm không thuộc về cảnh sát hình sự, nhưng có một loại thuốc gây mê dành riêng cho phẫu thuật nha khoa ở trên đó. Dì hỏi Sô Dung rốt cuộc đang điều tra cái gì. Sô Dung đem nghi hoặc của mình nói cho dì biết, mèo chất xuất hiện cứ 2 ngày một lần liền khiến cô thấy giống với sự khởi đầu của vụ án giết người cách đây 3 tháng trước. Sau đó cô Mai sống ở nhà trọ Aden được báo mất tích, rồi chú hung dữ biến mất. Và tiếp theo là cảnh sát hình sự đến đó cũng biến mất. Cộng với sự kỳ lạ của bà chủ nhà và cặp song sinh, Sô Dung xác định họ là một băng đảng. Nếu không ngăn cản thì chắc chắn sẽ có người bị giết. Cô không thể thuyết phục được cảnh sát hình sự chuyện này, nên chỉ có thể tự mình điều tra. Buổi tối Dông U quay về nhà trọ, đàn anh đi theo và nói muốn cùng anh nói chuyện. Nhưng cái gọi là nói chuyện của đàn anh vẫn là một bài giảng đạo lý. Đàn anh nói anh coi Dông U là em trai, không muốn nhìn anh đi sai đường. Tuy nhiên, đàn anh lại gọi Ji-un đến, rõ ràng chính là muốn Dông U xấu mặt. Đàn anh còn cố ý kích thích Dông U, còn hỏi có phải lo sợ anh ta cướp mất Ji-un không. Dông U nghe xong liền cầm chai rượu lên, Ji-un đành phải liều mạng ngăn cản anh. Đúng lúc này bác sĩ nha khoa đột nhiên xuất hiện. Anh ta vô tình vạch trần bộ mặt thật của đàn anh. Bác sĩ nha khoa nói đàn anh bề ngoài ra vẻ quan tâm Dông U, nhưng thực tế là đang vui mừng vì Dông U chỉ là nhân viên quèn. Và nếu có được người yêu của Dông U thì càng tốt hơn. Anh ta quả là một tên đạo đức giả và thích giả vờ. Dông U không sợ đàn anh nổi giận mà sợ anh ta đắc tội bác sĩ nha khoa, nên vội vã kéo bác sĩ nha khoa ra khỏi nhà hàng. Một lần nữa Dông U cầu xin bác sĩ nha khoa đừng dây dưa với mình. Bác sĩ nha khoa hỏi Dông U có phải muốn ra tay với đàn anh không? Vì bạn gái Ji-un đã bước ra từ xe của hắn ta. Nếu vậy, đừng kìm nén bản thân. Dông U tuy rằng không trả lời, nhưng đáp án trong lòng rõ ràng là có. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm nên Dông U thật sự sợ hãi, đàn anh liền thay đổi thái độ và bảo Dông U nghỉ phép về quê nghỉ ngơi, còn đưa tiền cho anh và dặn đừng về nhà trọ kia nữa. Dông U nhắc nhở đàn anh phải cẩn thận, nhưng lời này lại bị đàn anh nghĩ rằng Dông U đang uy hiếp mình. Trên đường đến khách sạn, Dông U rốt cục nhịn không được khóc nức nở nói với Ji-un, bác sĩ nha khoa thực sự rất đáng sợ. Mặc dù ở trong khách sạn, nhưng Dông U vẫn rất lo lắng,
Có lẽ nơi nào với anh giờ đây cũng là địa ngục. Nỗi sợ hãi của anh đã trở thành sự thật, đàn anh được bác sĩ nha khoa bám theo sau đến công ty. Rất nhanh đàn anh đã gục xuống. Bác sĩ nha khoa rất tức giận, bởi vì hắn giết người chưa bao giờ nảy sinh ý định tạm thời. Nhưng Jong-u đối với hắn mà nói rất đặc biệt, vì vậy hắn mới phá lệ, mà ra tay như vậy. Sau khi giết người, bác sĩ nha khoa dùng điện thoại của đàn anh nhắn tin cho Ji-un, muốn biết nơi họ đang ở. Nhưng Ji-un thấy Jong-u đang ngủ bên cạnh liền không nói địa chỉ ra. Bác sĩ nha khoa không hỏi nữa mà gọi điện cho anh ngốc đến dọn dẹp hiện trường. Nhưng anh ta không biết ở công ty lúc đó, phóng viên đang ngồi chờ đàn anh quay về nên đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Giết người là tin tức lớn, phóng viên lại là người đầu tiên nhìn thấy liền muốn đăng tin độc quyền, nên đi theo bác sĩ nha khoa đến nhà trọ và gọi điện cho cảnh sát. Ngay khi anh ta đang mơ về giải thưởng cuối năm thì anh ngốc đã chạy tới. Anh ta đã nghe thấy nội dung cuộc gọi của phóng viên, sau đó liền hỏi thăm hắn ta. Sau đó anh ngốc trở lại nhà trọ nói với bác sĩ nha khoa rằng công việc đã được thực hiện. Bề ngoài hắn cười hì hì với bác sĩ nha khoa, nhưng sau lưng hận không thể cầm súng bắn hắn. Buổi tối người mới gặp bác sĩ nha khoa tại nhà bếp. Bác sĩ nha khoa mời anh ta ăn đặc sản của nhà trọ, thịt sống trộn. Phản ứng của người mới khác với Jong-u, anh ta khá thích thú với món ăn này. Người mới vừa ăn uống vừa nói chuyện với bác sĩ nha khoa về Jong-u. Một lúc sau Đầu Nấm và Á Ngốc cũng tới góc vui. Mọi người đùa giỡn nói đây là thịt người và cười quái dị với người mới. Người mới cảm thấy những con người ở đây giống như Jong-u hình dung. Anh ta muốn đem phát hiện mới này của mình nói cho Jong-u nhưng không thể gọi điện được cho anh. Anh ta đi ngang qua tầng 4, lại nhớ đến Jong-u từng nói nơi này thường xuyên có tiếng động liền định đi vào xem một chút. Sau một lúc mò mẫn trên tầng 4, người mới quả nhiên nghe được tiếng động. Anh Ngốc và Đầu Nấm đang khiêng một bì nặng đi vào. Người mới ý thức được có gì đó không ổn, vì vậy chuẩn bị lén lút rời khỏi. Nhưng tại thời điểm này tiếng động vang lên phía sau anh ta. Bác sĩ nha khoa đang chơi ném bóng xuống sàn nhà và bước ra khỏi bóng tối. Ba người vây người mới ở giữa, lúc này người mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng bác sĩ nha khoa đã đánh anh ta với một cái búa. Jong-u tuy rằng tạm thời trốn trong khách sạn, nhưng cái bóng của bác sĩ nha khoa luôn bám theo anh. Điều đó gần như khiến anh bị ép đến phát điên. Dưới ảo giác, Jong-u thiếu chút nữa đem Ji-un trở thành bác sĩ nha khoa mà xuống tay. Ji-un bị dọa liền mặc kệ những lời giải thích của Jong-u. Cô cho rằng anh mới lên Seoul nhưng vẫn chưa thích ứng được. Vì vậy cố gắng chờ đợi cho đến lúc anh có thể thích nghi được ở đây. Ji-un rốt cuộc không nhịn được nữa đề nghị tạm thời không gặp Jong-u. Phía bên kia So-jung đang điều tra vụ mất tích của cảnh sát hình sự. Cô thấy chiếc xe đi lên núi mà không trở lại, vì vậy đã đi lên núi dò xét. Dưới sự hướng dẫn của một người địa phương, cô đã tìm được một nơi hẻo lánh nằm trên núi. Một bình ga mini được cô tìm thấy trên mặt đất. Và bình ga này So-jung đã nhìn thấy hôm cô kiểm tra xe của anh em anh Ngốc. So-jung tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên phát hiện chiếc xe bị thiêu rụi. Số nhận dạng xe cũng đã bị mờ. So-jung lập tức gọi điện cho đồng nghiệp giúp điều tra. Cảnh sát nhanh chóng đến đây và phòng hình sự cũng có mặt. Người từ chối So-jung hôm trước còn chỉ trích So-jung không làm theo trình tự, và trách móc So-jung dùng một cái kim tiêm để nghi ngờ người khác linh tinh. Hóa ra vừa có người phát hiện ra một thi thể ở một khu vực khác, và trên cổ có dấu vết kim tiêm. Có thể suy đoán đó là thi thể của đàn anh. Sau khi Ji-un rời đi, Jong-u mới nhớ tới xem điện thoại di động. Phát hiện người mới từng nhắn tin cho mình và nói đang uống rượu với bác sĩ nha khoa. Nhưng Jong-u gọi điện cho anh ta thì lại tắt máy. Tuy rằng Jong-u rất không muốn trở về nhà trọ, nhưng vì lo lắng người mới xảy ra chuyện nên anh đã nhặt con dao và bắt taxi về nhà trọ. Khi Jong-u đi lên lầu, một người dì phàn nàn rằng nhà trọ Aden không biết làm gì mà cứ ầm ầm. Jong-u nghe vậy càng cảm thấy sự tình không ổn. Nhưng lên lầu mới phát hiện ra người mới đang ở trong phòng, còn trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Jong-u tức giận người mới trêu mình. Rõ ràng vẫn ổn nhưng không nghe điện thoại anh. Trong nháy mắt Jong-u lại bắt đầu hoài nghi người mới cùng một phe với đám người trong nhà trọ này. Người mới còn liên tục nói với Jong-u, nhà trọ này không tệ như vậy và khuyên Jong-u ở lại chỗ này. Jong-u càng xác nhận suy đoán của mình. Trong mắt anh, người mới cũng đã biến thành ác ma. Vì vậy, anh quay người rời đi, hoàn toàn không chú ý tới sự cầu xin và sợ hãi trong mắt người mới. Quả nhiên Jong-u vừa đi, bác sĩ nha khoa bước ra từ phía sau cánh cửa. Hóa ra tất cả những gì vừa rồi đều là cơ hội cuối cùng bác sĩ nha khoa cho người mới. Trong tầng hầm, chú hung dữ bị tra tấn không thành người bởi Đầu Nấm. Hắn ta tưởng rằng chú hung dữ đã chết từ lâu, không nghĩ tới bị bà chủ nhà giấu ở tầng hầm này. Có thể nói chú hung dữ là nạn nhân thảm hại nhất trong tất cả các nạn nhân. Hắn liền cầm chai rượu phang vào đầu chú hung dữ khiến ông ngất xỉu. Khi Đầu Nấm đang định ra tay thì điện thoại đổ chuông. Người gọi đến chính là công tố viên giám sát Đầu Nấm. Hóa ra Đầu Nấm từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi ra tù luôn phải đeo còng chân điện tử để giám sát. Đầu Nấm đối phó với công tố viên xong liền đi lên lầu thì đụng phải bà chủ nhà. Thậm chí ngay cả bà ta Đầu Nấm cũng trêu chọc. Bà chủ nhà vẫn cười ha hả như trước và hỏi Đầu Nấm có biết chồng cũ của mình chết như thế nào không? Đó là ngã xuống cầu thang và gãy cổ chết.
bà chủ nhà cảnh báo để nấm cẩn thận với các bậc thang. Sô Dung rời khỏi hiện trường vụ án và đi đến phòng hình sự. Cảnh sát hình sự vẫn đang thẩm vấn các nhân chứng. Sô Dung một lần nữa nhắc nhở họ nhà trọ Aden thực sự rất đáng ngờ. Kim tiêm kia rất có thể là của bác sĩ nha khoa. Sô Dung lo lắng như vậy vì cô sợ rằng có người khác đang bị ra tay ở nhà trọ đó. Và nỗi sợ hãi của cô không hề sai. Người mới lúc này đã bị bác sĩ nha khoa trói vào ghế trị liệu. Anh đang bị tra tấn giống như chú hung dữ. Rát nhanh chiếc vòng tay răng của bác sĩ nha khoa về cơ bản đã được hình thành. Bà chủ nhà vào phòng giam giữ thì thấy chú hung dữ đã ngất xỉu nằm đó. Hộp thịt sống của bà không có ai ăn cho. Bà đoán ra chắc chắn đầu nấm đã làm điều này thì vô cùng tức giận. Phải biết rằng kẻ giết người biến thái đều có ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Đầu nấm đã đụng đến con mồi của bà chủ nhà chắc hẳn hắn sẽ không được yên. Lại nói đến Dông U, sau khi rời khỏi nhà trọ anh không còn chỗ nào để đi. Ji-un lại không nghe điện thoại, Dông U đành phải lang thang ở tiệm net và ngoài đường. Sau đó, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp nói tối hôm qua đàn anh bị sát hại. Dông U lập tức nghĩ đến đây chắc là do bác sĩ nha khoa làm. Anh đã liên tưởng đến việc rời khỏi nhà trọ tối qua. Biểu hiện cùng thái độ của người mới rõ ràng là sợ hãi, có thể là bác sĩ nha khoa đang đứng cạnh anh ta. Dông U lập tức gọi điện báo cảnh sát và nói rằng, một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra trong nhà trọ. Đúng lúc này điện thoại của mẹ gọi tới, Dông U đè nén sợ hãi giả bộ không có chuyện gì để nhận điện thoại của mẹ. Anh kìm nén nước mắt và nói với mẹ rằng mọi thứ đều ổn. Cảnh tượng này không thể không nói là đau lòng. Ngay lúc Dông U bất lực thì những người trong nhà trọ cũng đang có tính toán của riêng mình. Tối đó anh ngốc cũng không giết chết phóng viên. Thay vào đó, anh đã đạt được một sự hợp tác với phóng viên. Đó là sẽ giúp phóng viên tìm hiểu về một vụ giết người hàng loạt. Anh ta làm vậy không phải vì tiền mà vì muốn cho bác sĩ nha khoa một bài học. Thì ra mỗi lần anh ngốc giúp đỡ thu dọn hiện trường đều lén ghi âm lại. Sau đó giấu thẻ nhớ đã ghi âm làm bằng chứng. Bà chủ nhà đã gặp bà dì phàn nàn về tiếng ồn tối qua. Được biết con trai bà dì cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Nhưng bà dì thà gửi con trai ở một trường tư, cũng không muốn đưa đến nhà trọ của bà chủ nhà. Nghe được điều này bà chủ nhà liền thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh bà lại niềm nỡ đưa bà dì đi hát, trở lại nhà trọ Aden, bác sĩ nha khoa vừa mới đem người mới nửa sống nửa chết ném cho anh ngốc xử lý. Anh ngốc vừa chọn dụng cụ vừa lải nhải với người mới vẻ mặt đầy máu. Anh ta nói không biết Dông U kia có chỗ nào tốt, mà khiến bác sĩ nha khoa xuống tay với anh trai mình. Anh ngốc càng nói càng tức giận, đá mạnh vào người mới. Sau khi chút giận anh ngốc đề nghị cùng người mới chơi một trò chơi đó là anh sẽ thả, cho người mới chạy trốn còn anh ta sẽ đuổi theo. Người mới cho rằng đây là cơ hội tốt chạy trốn. Nhưng anh ta giống như chạy được một đoạn lại lựa chọn hướng bà chủ nhà cầu cứu. Bà chủ nhà một bên cố ý đem người mới giấu đi, rồi quay sang tấu hài với anh ngốc. Nhưng thực tế là trêu chọc con mồi của mình khiến người mới có hy vọng. Sau đó lại làm cho anh ta tuyệt vọng, lúc đó tâm trạng của người mới sẽ càng thảm hơn. Anh ngốc, sau khi tra tấn người mới một hồi liền hẹn gặp phóng viên ở một nơi hẻo lánh. Phóng viên sau khi có bằng chứng hứa với anh ngốc tối nay sẽ viết bài. Nói xong liền lập tức bắt đầu viết bản thảo tại chỗ. Nhưng lại không hề biết anh ngốc đã bị bác sĩ nha khoa theo dõi. Bác sĩ nha khoa trực tiếp cắt cổ phóng viên và lấy máy tính đi. Sau đó lại đến một bốt điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát báo án. Sô Dung đang làm nhiệm vụ nghe được tin vội chạy tới hiện trường. Hình ảnh máu thịt mơ hồ khiến cô không nhịn được mà nôn mửa. Chỉ chốc lát sau cô gặp lại người của phòng hình sự. Đối phương nói thủ pháp ra tay với phóng viên hoàn toàn khác với đàn anh. Một người bị tiêm rồi đánh đến chết, còn một người trực tiếp cắt cổ. Mặc dù hai người có mối quan hệ quen biết nhưng không liên quan đến nhà trọ Aden. Phía bên kia Dông U đi tang lễ của đàn anh, một số đồng nghiệp đã ở đó. Dông U quỳ ở linh đường một lát sau đó đi vào nhà vệ sinh. Trong gương, anh đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của mình, trên mặt còn nở rộ nụ cười giống bác sĩ nha khoa. Dông U thiếu chút nữa cãi nhau với gương liền bị đồng nghiệp phát hiện, anh vội vã rời khỏi nhà tang lễ. Anh liên tục tự nhủ quên đi tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Vô tình anh gặp lại đồng đội cũ. Năm đó chính là người đồng đội này gọi anh đi can ngăn đánh nhau nên anh mới bị kỷ luật. Đồng đội kéo Dông U đi uống rượu. Nhìn thấy Dông U nơm nớp lo sợ, đồng đội liền nói về quá khứ trong quân đội. Khi đó anh ta là tân binh mới nhập ngũ, cũng may nhờ Dông U quan tâm chăm sóc. Cho nên anh ta đối với Dông U đến bây giờ vẫn vô cùng biết ơn. Dông U liền tâm sự với đồng đội về nhà trọ kia. Đồng đội tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không hoài nghi lời nói của Dông U. Đúng lúc này Ji-un chủ động gọi điện thoại tới cho anh. Dông U cho rằng có cơ hội hòa giải liền bắt máy. Nhưng trong điện thoại truyền ra thanh âm run rẩy của Ji-un. Hóa ra bác sĩ nha khoa vì ép Dông U trở lại nhà trọ đã dùng điện thoại di động của đàn anh để dụ Ji-un ra ngoài và bắt cóc cô ấy. Anh muốn bác sĩ nha khoa thả Ji-un, nếu không anh sẽ giết bác sĩ nha khoa. Mà đây thật ra là chuyện bác sĩ nha khoa mong chờ nhất. Hắn sẽ ở trong phòng Dông U chờ anh quay lại. Dông U cúp điện thoại liền vội vàng bắt taxi về nhà. Đồng đội cũng vội vàng theo Dông U lên xe. Sau nhiều ngày trốn tránh Dông U,
lại một lần nữa trở lại nhà trọ giống như địa ngục này. Đồng đội nhặt một ống sắt và đi vào nhà trọ không hề sợ hãi. Nhưng Dông U biết lần này khẳng định lành ít dữ nhiều. Anh gọi cho Sô Dung nói rằng mình sẽ đi vào nhà trọ và cứu bạn gái ra. Sô Dung lúc này đã hoàn toàn biết được sự kinh khủng của nhà trọ Aden, nên khuyên Dông U đừng mạo hiểm. Dông U lại nói họ bắt cóc Ji-un là vì muốn anh quay lại đây. Chỉ có anh quay lại thì Ji-un mới có thể được cứu. Lúc này kết quả kiểm tra của Bộ phận Giám định Quốc gia đã được công bố. Xác nhận dấu vân tay trên con dao đã giết phóng viên thuộc về chú hung dữ đã mất tích. Lần này cảnh sát hình sự càng không có khả năng hoài nghi nhà trọ. Nhưng Sô Dung biết chuyện gì đang xảy ra, vì thế cô quyết định một mình đi qua giúp Dông U. Trên đường đi, cô liên tục kiểm tra súng điện của mình. Đi lên cầu thang tối tăm, Dông U nhặt được quả bóng mà bác sĩ nha khoa thường xuyên chơi. Biết họ đang ở trên đó, anh liền đi lên. Ở màn hình máy tính có dòng chữ chúng tôi đang chờ anh. Tuy nhiên, ngay sau khi vào cửa, đồng đội lại nằm trên giường Dông U ngủ thiếp đi. Thì ra hắn đã uống đồ uống có độc trên bàn Dông U. Một giây sau, cửa phòng bị anh ngốc dùng rìu bổ ra. Bác sĩ nha khoa mang theo hai người xuất hiện, muốn cùng Dông U tìm bạn gái chơi game. Nói xong liền đem túi treo ở điện thoại di động của Ji-un vứt xuống đất. Đó chính là món quà duy nhất mà Dông U tặng cho Ji-un. Đồng đội của Dông U đã bị dọa cho choáng váng. Đầu nấm và anh ngốc liền ở lại chơi cùng với anh ta, còn bác sĩ nha khoa kéo Dông U sang phòng bên cạnh. Anh đánh nhau với bác sĩ nha khoa. Thế nhưng Dông U hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ trong chốc lát đã bị đá ra khỏi phòng. Sau đó anh bị kéo lê dọc theo hành lang. Lúc này hai người kia đã xử lý xong đồng đội của Dông U. Trong lúc hoảng hốt, Dông U nhớ tới quá khứ. Gia đình anh nghèo, anh trai lại bị khuyết tật trí tuệ nên mẹ anh vô cùng vất vả. Đồng nghiệp khắc nghiệt và cuộc sống đã khiến anh muốn vội vàng chạy trốn. Tuy nhiên giờ đây anh mới nhận ra nhà trọ này mới là một địa ngục chân chính. Dông U được bác sĩ nha khoa đưa lên phòng phẫu thuật ở tầng 4. Ji-un ngất xỉu nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nha khoa lấy ra chuỗi vòng đeo tay giơ ra trước mặt Dông U. Hắn ta nói với Dông U rằng hắn bắt Ji-un tới đây chính là vì hoàn thành nó. Chiếc răng cuối cùng trên lắc tay là chiếc răng của Ji-un. Nói xong liền đeo lắc tay cho Dông U, muốn anh sau này ngoan ngoãn nghe lời hắn. Trong khi đó, Sô Dung đến nhà trọ Aden trực tiếp cầm súng điện xông vào. Bà chủ nhà nhìn dáng vẻ này của cô tuyệt đối không hoảng hốt, mà còn đùa giỡn với Sô Dung. Sô Dung gọi Dông U mấy tiếng nhưng không có lời đáp. Sau đó, cô nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của mình. May mắn Sô Dung phản ứng nhanh trực tiếp hạ gục anh ngốc. Nhưng ngay sau đó cô cũng bị bà chủ nhà đánh ngất xỉu. Bà chủ nhà tắt máy của cô rồi khiển trách anh ngốc và yêu cầu anh ta nhốt Sô Dung xuống tầng hầm làm bạn với chú hung dữ. Sau đó đầu nấm và anh ngốc đi xử lý xe cảnh sát của Sô Dung. Bà chủ nhà ở lại để đối phó với cảnh sát. Cho dù bọn họ tới tìm Sô Dung với diễn xuất của bà ta cũng dễ dàng qua mắt. Sự thật chứng minh bà chủ nhà không bao giờ khoe khoang. Đồng nghiệp đành phải trở về tay không. Sô Dung tỉnh lại liền đụng phải một mảnh vỡ của chai rượu trên mặt đất. Cô liền chuẩn bị cắt băng dính để tự cứu mình. Lúc này đầu nấm đột nhiên đi vào nhìn thấy Sô Dung thì dục vọng liền nổi lên. Sô Dung đã nhân cơ hội này làm chảy xước mắt hắn ta bằng mảnh vỡ trong tay. Đáng tiếc hai tay cô vẫn bị trói, nên cô căn bản không phải là đối thủ của đầu nấm. Bị hắn một quyền đánh ngất xỉu. Đầu nấm đấu tranh để đi ra ngoài lại bị bà chủ nhà đụng trúng. Lần trước không bắt được tận tay, lần này không còn gì để nói nữa. Bà ta hát một nồi nước sôi lên mặt đầu nấm, sau đó lấy cờ lê đập vào đầu hắn. Đầu nấm mò mẫm muốn phản kích, bà chủ nhà lại giống như chọc chó mặc cho hắn đánh loạn. Trước khi đưa tiễn hắn còn không quên dạy dỗ đầu nấm đừng động vào đồ đạc của người khác. Sô Dung nằm một bên giả vờ ngất xỉu, kỳ thật đã sớm bị cảnh bên ngoài dọa sợ. Bà chủ nhà ra tay xong thì gặp bác sĩ nha khoa ở cầu thang. Bà liền nói có vẻ như nơi này không thể ở lại lâu hơn nữa, bởi vì bác sĩ nha khoa gần đây đã thu hút quá nhiều sự chú ý. Bác sĩ nha khoa nói rằng anh đã được nuôi dưỡng từ bà chủ nhà, vì vậy bà nên tin anh ta. Cuộc trò chuyện này cho thấy mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Cũng có thể hiểu được tại sao bác sĩ nha khoa lại như thế này. Bác sĩ nha khoa nói Dông U ở ngay trong bếp và bảo bà chủ nhà đi xem xét. Bà chủ nhà ở trong phòng bếp tìm hoài mà không thấy ai cả. Vừa quay đầu lại đã bị bác sĩ nha khoa một búa bổ vào đầu. Bà chủ nhà còn tiếc chưa thể ra tay với Sô Dung ở dưới tầng hầm. Đầu nấm và bà chủ nhà đều nhận cơm hộp, giờ đây chỉ còn lại anh ngốc. Anh ta vừa phát hiện ra phóng viên không đăng tin tức nào và cũng đã bị hại chết. Biết kế hoạch của mình đã lộ ra, cho nên anh ngốc chỉ có thể cùng bác sĩ nha khoa đối đầu. Hai người quyết chiến trên sân thượng. Tuy rằng anh ngốc ra tay trước gắn được con dao lên người bác sĩ nha khoa, toàn bộ quá trình cả hai đều vui vẻ mà cười. Nó giống như một trò chơi trừ khử búp bê. Ngay khi họ đang bận rộn giết lẫn nhau, Sô Dung và Dông U đều thoát được dây trói. Sô Dung phát hiện ra chú hung dữ bên cạnh vẫn đang còn thở liền vội vàng cởi trói. Cô không thể nào thoát ra ngoài vì cửa đã bị khóa lại. Mặc dù rất hoảng sợ nhưng cô vẫn cố gắng kéo đầu nấm lại gần mình và lấy cờ lê đập vào còng chân điện tử của hắn. Rất nhanh đồn cảnh sát đã nhận được báo cáo từ trung tâm tội phạm tình dục. Họ nói rằng đầu nấm bị mất tín hiệu điện tử
và yêu cầu họ đi qua kiểm tra ngay lập tức. Lúc này trong nhà trọ Dông U và bác sĩ nha khoa đối đầu. Hai người quằn thảo từ hành lang đến phòng phẫu thuật. Sau một hồi vật lộn, kiệt sức Dông U ngã xuống bàn. Nhân cơ hội này, anh lấy một con dao mổ. Khi hai người tiếp tục lao vào nhau, Dông U đã ra tay với cổ của bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa cuối cùng cũng ngã xuống đất. Trước khi hắn chất Dông U hỏi ra nghi vấn cuối cùng của mình, bác sĩ nha khoa trả lời rằng vấn đề này không cần phải có lý do. Bản chất con người là như vậy, chỉ cần nhìn buồn nôn sẽ cắn xé nhau. Dông U khi nhìn thấy những người đó chết, cảm giác trong lòng rõ ràng cũng thích thú. Bác sĩ nha khoa trước khi rời đi liền nói anh ấy sẽ luôn ở bên Dông U. Dông U chính là tác phẩm xuất sắc nhất của hắn, đến đây cuộc chiến này cũng kết thúc. Xe cảnh sát chạy đến trong mưa lớn giải cứu chú hung dữ. So Jung và Ji Un cũng đưa Dông U lên xe cứu thương. Cuối cùng Dông U có thể sống sót làm cho So Jung cảm thấy may mắn. Khi mọi thứ kết thúc, phòng khám nha khoa và công ty của đàn anh lần lượt đóng cửa. Tin tức nhanh chóng bùng nổ, những người trong nhà trọ là thủ phạm thực sự của một loạt các vụ giết người hàng loạt. Dông U vì đã ra tay với bác sĩ nha khoa nên cũng đã bị cảnh sát lập hồ sơ để điều tra. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng anh chỉ là một nạn nhân, chắc chắn người tham gia giết người không bao gồm Dông U. Đồng nghiệp trong công ty không có nhận xét gì nhiều về Dông U. Một số nói rằng anh bình thường hơi hướng nội, khi uống rượu đã mất kiểm soát cảm xúc. Anh mập bị Dông U đánh thì cho rằng anh ta là một gã nguy hiểm. Cuối cùng lời khai của So Jung đóng một vai trò quan trọng nhất. Bằng chứng là Dông U vì cứu bạn gái mới trở lại nhà trọ. Cô cũng bị cảnh sát hình sự hỏi về các chi tiết của đêm đó. Khi đang mơ màng thì cô thấy bà chủ nhà xảy ra đánh nhau với đầu nấm. Những người còn lại đều do bác sĩ nha khoa xử lý. Nếu vậy Dông U được phán vô tội vì phòng vệ chính đáng. So Jung nghe xong cũng có chút nghi hoặc, vì thế đến bệnh viện thăm Ji Un. So Jung hỏi cô ấy có tận mắt chứng kiến Dông U, giết bác sĩ nha khoa ở tầng 4 không? Ji Un nói mặc dù cô không thấy nhưng từng nghe Dông U lẩm bẩm. So Jung vội hỏi anh nói gì? Lúc này trong đầu Ji Un hiện lên một ít hình ảnh, sau khi bác sĩ nha khoa ngã xuống đất, Dông U tự ôm lấy cổ mình rồi chỉ vào không khí và nói: không phải tôi, mày chết đi. Nó giống như con người đa nhân cách. Nhưng Ji Un muốn bảo vệ Dông U nên không nói với So Jung chuyện này. Tiếp theo So Jung lại đi thăm Dông U, nói với anh rằng chú hung dữ đã làm chứng. Cảnh sát sẽ phán anh phòng vệ hợp pháp. Dông U không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở bãi cỏ. Dông U lại hỏi cô điều gì làm nên cái thiện và cái ác. Câu hỏi này So Jung cũng không cách nào trả lời. Cô hỏi lại Dông U tối đó ở nhà trọ đã xảy ra chuyện gì. Có phải những người ở đó đều do bác sĩ nha khoa ra tay không? Dông U không trả lời mà lấy cớ quay về viết chuyện để rời đi. So Jung đang định rời đi thì nhớ ra mình quên trả quyển sách cho Dông U, vì vậy cô quay trở lại bệnh viện. Nhưng khi đi, vào đại sảnh cô nhìn thấy bên trong thang máy có bóng dáng của bác sĩ nha khoa. So Jung cho rằng đó là ảo giác của mình, liền tiếp tục đi đến phòng bệnh của Dông U đưa sách cho anh. Khi Dông U nhận lấy sách, chiếc lắc tay làm bằng răng trên cổ tay văng lên. Trong nháy mắt gợi lên ký ức sâu thẳm trong đầu So Jung. Khi đầu nấm bị giết, cô đã nghe thấy âm thanh này. Điều đó đã khiến So Jung dường như sâu chuỗi một sự thật khác. Tất cả mọi người trong nhà trọ Aden đều do Dông U ra tay hại chết. Thủ pháp ra tay của anh là chỉ là cấp độ người mới bắt đầu. Cuối cùng hắn mới chấm dứt bác sĩ nha khoa. Đây chính xác là mục đích mà bác sĩ nha khoa muốn đạt được và anh ta đã thành công. Cho nên trước khi rời đi, bác sĩ nha khoa mới nói rằng Dông U là tác phẩm mà anh ta hài lòng nhất. Mặc dù So Jung nghĩ đến tất cả những điều này, nhưng đây là suy nghĩ của cô mà không có chứng cứ. Cô chỉ có thể chấp nhận cái gọi là sự thật hiện tại. Bước ra khỏi bệnh viện, cô dường như cảm thấy một cái gì đó trên xe, vội vàng quay lại phía sau để kiểm tra nhưng không có gì. Có lẽ cái bóng mà bác sĩ nha khoa để lại trong trái tim của mọi người đều khó phai mờ. Dông U nhanh chóng gõ bàn phím, trong đầu hiện lên tất cả cảnh đêm đó. Bác sĩ nha khoa nói với anh ta, anh có thể sống sót chỉ khi anh ta phải giết tất cả những người khác. Dông U tựa hồ bị mê hoặc, anh tin rằng những người đó nên chết. Anh cũng đã hưởng thụ khoái cảm trong giết chóc mà không thể kiểm soát mong muốn bên trong của mình. Trên màn hình máy tính từ chớt đi liên tục được gõ ra. Có thể thấy bác sĩ nha khoa đã xây dựng lên một kiệt tác hoàn hảo để kế nhiệm mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.